Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1000 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 999 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Thanh Thảo, bạn Phương Lê và bạn Minh Phúc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người chú họ của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, cũng đã gần 30 năm về trước. Lúc đó thì chú họ của bạn còn trẻ, lúc đó thì chú chỉ mới vừa thi đậu đại học mà thôi. Chuyện này xảy ra tại Hà Nội. Chú của bạn tên là Hòa và hiện tại bây giờ thì chú đang sinh sống tại Bỉ. Lâu lâu thì chú mới về thăm Việt Nam một lần các bạn. Bạn kể rằng á, chú Hòa là một cái người học rất là giỏi mà chú cũng rất là hiền, hiền thiệt là hiền luôn các bạn. Vào cái năm mà chú thi đậu đại học thì lúc đó là gia đình, bạn bè, bà con, dòng họ, hàng xóm láng giềng ai cũng là mừng rỡ cả. Nhưng mà do là chú Hòa hiền quá cho nên nó là bố với lại bác của chú Hòa là cảm thấy không có yên tâm. Tại vì á, nếu mà đi học là phải lên Hà Nội học, mà trên Hà Nội thì lại không có nhà của bà con dòng họ gì cả, thì chú Hòa sẽ phải thuê trọ để mà đi học. Mà do là chú Hòa hiền cho nên nó là bố với lại bác của chú Hòa cũng sợ này sợ kia các bạn. Thì hai người đã quyết định là lên Hà Nội trước. Là tại vì người bác của chú Hòa có một người bạn á là cũng làm trên đây, giao thiệp rộng dữ lắm. Thì lên nhờ cái người bạn này á hỏi là có biết cái chỗ nào á mà cho thuê mà an ninh hay không, an ninh tốt hay không để sau này chú Hòa lên đây học á là yên tâm hơn. Thì cái người bạn đó đã giới thiệu cho một chỗ. Mà chỗ này á là không phải là phòng trọ như là xóm trọ sinh viên đâu. Mà cái chỗ này á là nhà của người ta, rồi người ta dư ra một phòng á, cái người ta cho thuê lại các bạn. Nhưng mà cái người bạn đó nói rằng á là do là cái chỗ này có một phòng à, cho nên không biết rằng bây giờ là có ai ở hay không, thì thôi bây giờ cứ tới đó thử xem sao. Thì cái lúc mà tới cái nhà này á thì bố với lại bác của chú Hòa thấy rằng cái ngôi nhà này rất là cổ. Nhà cổ mà xây dựng lâu dữ lắm rồi các bạn. Ngôi nhà này á là nằm trên một cái con phố rất là sầm uất luôn. Nhà gồm có một trệt và hai cái lầu. Cái trệt ở dưới á là cho cái người bán phở người ta thuê, người ta buôn bán. Còn cái lầu 1 á là hai vợ chồng chủ nhà ở, mà chủ nhà á là cũng rất lớn tuổi rồi, lớn tuổi hơn cả bác với lại bố của chú Hòa luôn. Mà hai người này á thì lại không có con các bạn, chỉ có hai người ở hủ hỉ với nhau thôi. Còn ở trên cái tầng trên cùng á là có dư một phòng. Mà hên sao á là cái phòng này đang trống luôn. Thì khi mà coi cái phòng này á thì bố với bác của chú Hòa cảm thấy rất là thích luôn, là tại vì cái căn phòng rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ. Mà cái chỗ này á là có một phòng cho thuê à. Nó cũng không có phức tạp các bạn. Với lại chủ nhà nhìn cũng lớn tuổi, đứng đắn đàng hoàng. Cho nên á là hai người đã quyết định là thuê ở đây. Rồi cũng đặt cọc, rồi cũng đóng tiền. Rồi biên lại cái địa chỉ đó. Sau đó là hai người mới về quê. Khi mà về quê nói cho mọi người nghe thì lúc đó chú Hòa mới nghĩ rằng á là bây giờ từ cái lúc đó cho tới cái lúc mà nhập học ha là cái khoảng thời gian nó gần 2 tháng trời lận.
Cho nên chú Hòa tính rằng đó là bây giờ sẽ lên ở trước, xong rồi là sẽ đi xin việc làm. Mình làm trong cái khoảng thời gian mà chuẩn bị đợi nhập học đó, thì sau này khi mà nhập học rồi, biết đâu cái chỗ làm của mình người ta có cho làm ca, thì mình sẽ vừa học vừa làm, có tiền đồng ra đồng vô phụ giúp với ba mẹ, hoặc là sẽ xài nó thoải mái hơn. Thì cái lúc mà chú Hòa nói ban đầu mọi người không cho, nhưng mà chú Hòa nói bây giờ chú Hòa đã lớn rồi, con trai lớn rồi, cho nên cũng muốn tự lập như vậy đó, thì cuối cùng mọi người cũng cho. Nhưng mà mọi người nói rằng bây giờ nếu mà con đi á thì sẽ không có ai theo để mà đưa con lên Hà Nội được, là tại vì thời điểm đó là sắp thu hoạch cái gì đó, cho nên nó là mọi người phải ở lại để mà làm. Thì lúc đó là chú Hòa mới nói á, là con đi một mình được mà, con cũng lớn rồi, thì con đi á, là con tìm đúng cái địa chỉ này thôi, thì mọi người cũng an tâm đồng ý các bạn. Thì cái ngày mà chú Hòa đi á, là chú Hòa là con trai mà, cho nên nó là chú chỉ có vài bộ đồ bỏ vô trong ba lô, xong rồi á, là một chồng sách về nè, với lại thêm á, là một chiếc xe đạp để sau này chạy đi học. Thì lúc đó là chú Hòa đi xe khách nha. Khi mà đi xe khách á, tới Hà Nội là đã chiều tối rồi các bạn. Sau đó là chú Hòa mới chạy để mà tìm cái địa chỉ ghi trong giấy đó. Chú Hòa cũng hỏi người này người kia, sau đó cũng tìm được cái ngôi nhà đó. Khi mà tới cái ngôi nhà này, lúc đó là cũng đã cỡ 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Khi mà chú Hòa tới á, là cái tiệm phở người ta đang dọn để mà người ta về. Tại vì tiệm phở này á, là sáng người ta bán tới tối thôi, rồi sáng người ta sẽ tới để mà nấu tới sớm dữ lắm. Thì khi mà chú Hà đến, chú Hà nói rằng cái cảm giác đầu tiên, cái lúc mà nhìn cái ngôi nhà này á, là chú không thấy sợ gì hết. Chú chỉ thấy rằng á, là ồ, có nhà, cái ngôi nhà này á, là trông nó cổ dữ lắm rồi, là xây dựng phải là rất là lâu rồi đó, cổ dữ lắm. Nhưng mà do là nhà nằm trên một cái con phố sầm uất, xe cộ qua lại nhiều, rồi có đèn đường nữa, cho nên nó là nhìn mình là cảm thấy không gì hết trơn á, mình thấy nó bình thường thôi. Lúc đó là chú Hòa mới vô, mới kêu cái chị bán phở, xong chị bán phở mới lên kêu á, là hai bác chủ nhà xuống. Cái lúc mà hai bác chủ nhà xuống á, là cũng giới thiệu ha, là biết ở chú Hòa là con của hai người hôm trước. Xong rồi á, là hai bác mới đưa chú Hòa lên trên tầng 2. Nhưng mà khi mà lên trên tầng 2 á, thì bác trai mới nói với chú Hòa rằng á, là con để đồ đó đi, rồi sắp xếp lại sau, tại vì hiện tại dưới tầng 1 á, là có mấy người bạn của hai bác chủ nhà, người ta tới chơi cái đang làm tiệc ăn uống ở dưới, cho nên nó là con đi xuống đây để mà con ăn uống với mọi người, làm quen với mọi người, à, con đói rồi phải không, là bác rất là nhiệt tình luôn. Nhưng mà ban đầu á, là chú Hòa ngại các bạn, cho nên nó là chú Hòa nói con không có đói, con ăn rồi thôi hai bác xuống ăn đi vậy đó. Nhưng mà do là bác chủ nhà kêu hoài nhiệt tình quá thì chú Hòa cũng đi xuống. Khi mà đi xuống á, là cũng nói chuyện với mọi người. Chú Hòa thì không có biết uống bia rượu gì cả, cho nên nó là khi mà ai mời á, là chú Hòa đều từ chối, chú Hòa chỉ ăn thôi, mà ăn á, thì cũng không có ăn mạnh tại ngại á các bạn, cho nên ăn cũng ít 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 à. Thì sau đó là nói chuyện qua lại cũng vui vẻ, nhưng sau á, thì chú Hòa thấy á, là bây giờ cũng đã 9 giờ hơn rồi. Thành ra là chú Hòa mới nói rằng đó là thôi cho con xin phép để mà con lên con nghỉ ngơi, tại vì con đi nguyên ngày nên con cũng mệt lắm. Thì mọi người á, là cũng đồng ý, xong chú Hòa mới lên. Thì cái lúc mà chú Hòa lên trên phòng của mình thì lúc này á, là chú Hòa mới nhìn ngắm kỹ được cái căn phòng của mình. Thì mới nãy á, là Thi nói về cái ngôi nhà này là một trệt hai lầu, nhưng mà chưa có diễn tả rõ lắm, Thi sẽ diễn tả lại cho các bạn dễ hình dung ha. Là ngôi nhà này á, là nhà cổ xây dựng lâu lắm rồi, gồm có một trệt hai lầu, cái tầng ở dưới là cho chị bán phở, chị thuê chị bán, còn tầng một ở trên á là có hai phòng, cái phòng ở đằng sau á thì hai bác chủ nhà ngủ, cái phòng trước á là dạng để như là phòng khách đó các bạn, phòng tiếp khách rồi á hả, là coi tivi đồ đó. Còn ở trên cái tầng 2 á thì khi mà mình vừa bước lên cầu thang mình quẹo qua đây là sẽ có nguyên một cái phòng thờ. Mà cái phòng thờ này á, là người chủ nhà thắp toàn là đèn đỏ thôi, cho nên nó là chú Hòa kể rằng cái lúc mà bước lên nhìn vô cái á, tự nhiên mình cảm thấy nó rờn rợn, nó hơi ớn ớn, là tại vì cái phòng á, là đỏ rực lên vậy đó. Và chú Hòa không hề bước vô, chỉ biết ừ đây là một cái phòng thờ. Mà khi quẹo qua bên đây á, là quẹo vô cái là phòng của chú Hòa, còn nếu mà đi thẳng vô
Thì đi vô chút xíu là sẽ có nguyên một cái phòng bếp nè, rồi á là cái chỗ phơi đồ, cái chỗ rửa chén và cái toilet đó là chú Hòa sẽ xài đó. Tại sao cái hả là bếp với lại cái rửa chén là trên đây, là tại vì cái tầng dưới á là chủ nhà người ta đã cho thuê nguyên một cái tầng trệt ở dưới rồi, cho nên á là chủ nhà sẽ nấu nướng ở trên đây các bạn, rồi rửa chén ở trên đây. Thì sau đó là chú Hòa mới vô cái phòng của mình ha, lúc đó là chú Hòa mới nhìn khắp một lượt. Thì chú Hòa thấy rằng căn phòng này rất là gọn gàng nè, sạch sẽ nè, mà coi như là không có một hột bụi nào luôn, chắc là do chủ nhà người ta dọn sạch đó. Thì lúc đó là chú Hòa thấy rằng có giường, có tủ, có cái bàn để mà ngồi học luôn, nhìn ưng ý dữ lắm. Rồi có thêm một cái cửa sổ gần kế cái giường luôn. Thì cái cửa sổ này á là đang đóng các bạn, cho nên đó là chú Hòa mới lại để mở cái chốt của cái cửa sổ ra. Thì cái cửa sổ này ngoài cái chốt ra còn bị quấn cái cọng dây kẽm nữa, quấn chắc dữ lắm. Thành ra là chú Hòa mới tháo cọng dây kẽm ra rồi đẩy cái cửa sổ ra, nhưng mà không nhìn ở dưới nha. Thì chú Hòa thấy rằng á là trời ơi, gió thổi vô rất là mát. Sau đó là chú Hòa mới xếp đồ vô trong tủ rồi để sách lên bàn. Thì ở cái bàn này á là có một cái hộp tủ ở dưới, chú Hòa mới kéo cái hộp tủ ra. Thì thấy ở trong hộp tủ á là có một cái gói thuốc, mà chú Hòa nói rằng á là cái gói thuốc này nhìn rất là lạ các bạn. Trên cái gói thuốc này á là có hình con mắt của con mèo á. Thì chú Hòa dùng á là gói thuốc mắt mèo. Chú Hòa nói rằng á là tuy rằng chú Hòa không có biết hút thuốc, nhưng mà do hồi đó ở quê rồi á là thấy hả là mấy chú mấy bác của mình hút thuốc, thì chú Hòa cũng biết hiệu này hiệu kia. Còn cái hiệu thuốc này á với lại cái gói thuốc này nhìn nó rất là lạ, lạ dữ lắm. Chú mới cầm chú ngắm nghía, ủa sao cái gói thuốc này lạ dữ vậy ta. Xong cái chú Hòa còn mở cái gói thuốc ra thì thấy là trong đó còn đúng 7 điếu thuốc. Thì chú Hòa mới nghĩ rằng chắc là cái gói thuốc này của bác chủ nhà, mà chắc là gói thuốc này ở bên Tây đem về á, cho nên nó là chú thôi kệ, chú bỏ vô lại rồi mình đưa lại chủ nhà sau. Thì chú cũng bỏ lại hộp tủ, chú đóng tủ lại. Thì sau đó là chú nghe tiếng của mấy người khách của hai bác chủ nhà người ta đi về, rồi chú cũng quần quần ra sau tắm rửa xong rồi vô quần quần chút, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 11 giờ rồi, cho nên nó là chú mới leo lên giường chú nằm chú ngủ. Khi mà chú nằm á thì chú không có đóng cửa sổ lại đâu, là tại vì gió thổi vô mát các bạn. Thì cái lúc mà chú đang liêm diêm thiêu thiêu á là chưa vô giấc ngủ đâu, thì tự nhiên chú nghe một cái tiếng kêu, một cái tiếng nói, mà tiếng nói này là của một người đàn bà hỏi chú rằng á là chú nằm chơi hả. Mà cái lúc mà chú nghe cái tiếng nói đó đó là chú giật mình liền, là giọng nói người mà, cho nên mình giật mình liền dòm giáo giác. Thì chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì chú thấy rằng á là một người đang đứng ngoài cửa sổ, là một người đàn bà. Mà cái người này ha, chú kể tóc rất là đẹp, tóc dài đen ánh, rồi á hả là cái tướng dáng á là nhìn nó mảnh khảnh dữ lắm. Gương mặt của cô này cũng rất là đẹp luôn. Thì sau đó là cái cô này nhìn chú nhìn cô này, thì cô này mới hỏi lại nữa, hỏi rằng á là chú nằm chơi hả. Mà khi mà cổ nói cái giọng nói ra, chú nói chỗ nó im tai vô cùng, cái giọng nói của cổ rất là ngọt ngào, mà ta nói hay vô cùng luôn, giống như là cái người mà con gái Hà Nội chuẩn các bạn, là cái giọng nghe nó im vô cùng luôn, nghe là nó mát cái lỗ tai mình liền vậy đó. Thì lúc đó là chú thấy cái người này là trông có vẻ lớn hơn mình, cho nên đó là chú mới trả lời. Chú nói dạ thưa chị, em á là em đến đây để mà em thuê trọ để em đi học với chị, em đang chuẩn bị ngủ. Thì chú nói vậy thì cái cô đó mới cười với chú, mà cái nụ cười của cổ cũng hiền dữ lắm, gương mặt cổ hiền dữ lắm. Cổ cười cái cổ mới nói à thế à, thôi tôi phá giấc ngủ của chú rồi, thôi chú ngủ đi. Xong cái cô này mới quay đi. Thì khi mà cổ quay đi là chú thấy rõ ràng là cô này quay đi rồi, đi 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 là khuất khỏi cái cửa sổ rồi. Thì chú cứ nghĩ rằng à chắc là bà con dòng họ hay là khách của chủ nhà người ta chưa về thôi. Thì chú lại quay vô chú ngủ tiếp các bạn. Cái lúc mà chú ngủ á thì hoàn toàn không thấy gì nữa, cho tới sáng ngày hôm sau á là chú tính rằng á là cái ngày hôm nay mình sẽ đi tìm việc làm, mình chạy vòng 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 coi thử coi có cái chỗ nào mà người ta đang cần người á, mình vô mình xin thử. Thì chú thức là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy,
Thì lúc đó đó là chú thay đồ rồi, đang chuẩn bị đi xuống, cái chú lại nghe giọng của bác trai nói với lên, nói rằng là Hòa ơi, tối hôm qua con có mở cửa sổ hay không? Nếu mà con có mở cửa sổ thì con đóng cửa sổ lại đi, tại vì trời đang chuyển mưa rồi, nếu mà mưa là nó sẽ dăng vô phòng vậy đó. Thì chú nghe như vậy, chú mới vòng lên trở lại vô phòng để mà giới hai cái tay ra, đóng cái cửa sổ lại. Nhưng mà khi mà chú giới hai cái tay ra thì chú nhìn xuống dưới đường á, là chú thấy là người ta đi qua đi lại đông dữ lắm. Nhưng mà một cái như vậy là cái nhà kế bên nó thấp các bạn, ở đây là cái tầng 2. Chú mới nhìn cái là chú tá hỏa tam tinh, là tại vì ở ngoài cửa sổ này hoàn toàn không có cái lan can để mà đứng. Chú nhìn xong cái chú suy nghĩ nhớ là chuyện tối hôm qua cái chị đó đó, cái chú nhìn xong chú còn giới để chú nhìn xuống ở dưới cái tầng 1 có cái lan can hay không, nhưng mà không luôn, không luôn các bạn. Thì lúc này trời, da gà của chú bắt đầu nổi nha, chú nói rằng đó là trời, tự nhiên chú suy nghĩ, chú vừa kéo mà chú vừa suy nghĩ, xong chú còn mở ra chú coi lại cái nữa để coi kỹ hơn, thì không hề thấy cái lan can ở ngoài đó. Mà nếu mà không hề thấy cái lan can đó thì cái chị hôm qua chị đứng ở đâu, trong khi rõ ràng hôm qua chị đứng ngoài cửa sổ chị nói chuyện với mình mà ta. Cái lúc đó hả, chú hoang mang không biết gì hết, chú lại với tay chú đóng cái cửa sổ lại, chú quấn 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 cái cọng dây kẽm là gài cái chốt lại, chú mới nổi da gà ở trên các bạn. Chú mới nghĩ rằng đó là chờ, rõ ràng hôm qua là cái chị đó đứng ở ngoài cửa sổ, nếu mà chị đứng ở ngoài cửa sổ thì ở ngoài đó phải có lan can cho mình đứng, còn cái đằng này là không hề có cái lan can nào, vậy chị đứng ở đâu? Mà trên đây là tầng 2 nữa chứ, nhà ở kế bên thì thấp chủng ở dưới. Thì lúc đó là chú hoang mang, chú sợ lắm nha. Thì chú mới nói vậy nè, mà chú phát ra miệng luôn, chú nói rằng đó là chắc là mình mơ, chắc là mình mơ rồi. Cái chú mới đi xuống, mà lúc đó là cái mặt của chú cũng thất thần dữ lắm. Gặp bác chủ nhà, cái bác chủ nhà cũng hỏi hai ba câu, chú cũng trả lời. Nhưng mà chú không có kể lại cái chuyện tối hôm qua cho bác chủ nhà nghe. Thì khi mà chú lấy xe chú đi, chú đạp trên đường, chú cứ suy nghĩ vẩn vơ về cái cô ngày hôm qua. Ủa rõ ràng cô hỏi mình, cô hỏi là chú nằm chơi à, xong rồi cô nói rằng là thôi tôi phá giấc ngủ của chú, thôi chú ngủ tiếp đi tôi đi. Lúc đó hả, rõ ràng là mình thấy cô đứng ở ngoài cửa sổ ở ngoài, rồi cô quay đi mình thấy mà ta. Ủa sao kỳ vậy? Cái chú đinh ninh rằng thôi chắc không phải đâu, không phải ma gì đâu. À, mình nằm mơ thôi, chắc là do là nguyên ngày hôm qua mình đi xe mình mệt á, thành ra là mình nằm mơ thấy bậy bạ thôi, không phải đâu, không phải đâu, là chú tự trấn an mình như vậy. Xong rồi chú đi vòng vòng một chút xíu cái chú mới tìm được một cái chỗ làm, nhưng mà không có nói là chú làm cái gì, mà Thi nghĩ rằng đó là chắc là làm về chân tay các bạn. Khi mà vô cái ngày đầu tiên này á, là chú được nhận, cho tới trưa ngày hôm đó là chú bị đánh, là do là mấy cái người mà làm trước mà dạng hổ báo, ma cũ ăn hiếp ma mới á các bạn, là mấy cái người đó là mấy anh này chắc là lớn tuổi hơn chú, tổng cộng là 7 người, 7 người này thân với nhau lắm, mới đánh chú, hỏi chú rằng đó là tại sao mày vô đây á, mày làm mà mày không có cái quà ra mắt, ít nhất á là mày cũng phải cho tụi tao mỗi đứa một điếu thuốc, tại sao mày không có một miếng đồ nào ra mắt tụi tao hết vậy? Thì lúc đó là mấy anh này á đánh vô bụng chú, mỗi người đánh hai ba cái vậy á, trời chú đau dữ lắm. Thì chú nghĩ rằng đó là trời ơi, trời mình dạng giống như là mình sinh viên, mình lên mình đâu có tiền đâu, mình xin đi làm để mà kiếm thêm thôi, mình đâu có biết cái chuyện là khi mà mình vô mình làm mình phải cho quà cho cát gì đâu. Thì lúc đó là chú cũng hiền á các bạn, thì chú cũng nhịn luôn, chú chịu đựng luôn. Cho tới tối ngày hôm đó khi chú về, cái lúc mà chú về là tầm khoảng 8 giờ tối, lúc đó là chị bán phở là chị đã dọn, chị nghỉ, chị về rồi. Thì khi mà chú về chú đi lên lầu á, thì chú gặp hai bác chủ nhà đi xuống. Hai bác nói với chú rằng á, là Hòa ơi, con xuống con đóng cửa, rồi á là một hồi là con tắt đèn hết, rồi con hãy đi ngủ nha. Thì lúc đó là chú thấy rằng hai người này đang chuẩn bị đi đâu rồi kêu mình đóng cửa tắt đèn, cho nên chú mới hỏi rằng đó là hai bác đi đâu thế ạ? À? Thì lúc này á là bác trai mới nói rằng đó là do nhà bà con của bác gái á là có cái người bệnh đang hấp hối, cho nên á hả là bác phải về quê gấp, mà quê ở đây là dạng giống như là ở ngoại thành Hà Nội thôi, chứ không phải là quê gì xa xôi gì, là chạy xe Honda thôi.
Thì lúc đó đó là hai bác mới nói rằng đó là hai bác phải đi về gấp, thí dụ như người ta hấp hối thì mình về mình gặp mặt lần cuối, còn nếu mà không sao hết thì hai bác sẽ về sớm chút xíu nữa, con nhớ coi á là đèn đuốc là con tắt hết nha. Thì bạn cũng vâng, rồi á là bạn xuống bạn đóng cửa xong rồi á là bạn cũng tắt đèn rồi bạn mới đi lên trên phòng của mình. Thì khi mà đi lên trên phòng bạn còn đĩa qua, bạn liếc qua bên cái chú á, xin lỗi các bạn, là chú còn liếc qua bên cái phòng thờ, chú còn thấy ớn ớn nhưng mà thôi kệ có gì đâu. Thì chú lấy đồ chứ đi tắm. Đi tắm xong rồi ha là chú mới vô phòng. Chú mới nằm. Khi mà chú nằm á là chú mới suy nghĩ vẩn vơ tới cái chuyện mà tối qua nhìn thấy cái cô đó. Nhưng mà chú đã tự trấn an rằng á là chắc mình mơ thôi. Sau đó chú mới nhớ lại cái ngày hôm nay là chú bị đánh á, cho nên nó là chú mới dở cái bụng của chú lên. Chú mới rờ 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 vậy nè, rờ rờ vô cái bụng vậy nè, ấn 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 vô cái chú nói trời ơi, đau quá. Trời ơi, sao bị đánh đau quá, là chú tự nói với mình như vậy. Thì sau đó là chú mới nằm. Thì do là cái ngày hôm nay chú lại không ngủ được, các bạn cứ nằm trằn trọc cỡ tiếng mấy sau là chú mới là chìm dần vào trong giấc ngủ. Thì khi mà chìm dần vô trong giấc ngủ rồi, lúc đó là cũng tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ, giống như cái giờ hôm qua vậy đó. Tự nhiên nha, chú nghe cái tiếng mở cửa, cái tiếng mở cửa dưới nhà đó. Thì ban đầu á là chú tưởng là cái chị bán phở chị tới không à, nhưng mà sau đó là chú nghe cái tiếng đóng cửa xong rồi cái tiếng đi lên lầu 1, rồi bắt đầu á là nghe tiếng đàn ông chửi rồi tiếng đàn bà nói lại. Thì chú lại nghĩ rằng a chắc là không phải là chị bán phở mà là hai bác chủ nhà, chắc là đi giữa đường rồi quay về đây, là chú nghĩ như vậy. Nhưng mà hai người có chuyện gì vậy? Thì chú nằm chú lắng tai chú nghe thì chú lại nghe hai người đang chửi nhau, mà cái người nam á lại chửi cái người nữ nhiều hơn. Cái người nữ á, thì yếu ớt trả lời, nhưng mà chú thấy lạ là tại vì á sao mà cái giọng này êm dữ vậy, cái giọng này có vẻ hiền, mà trong khi á là giọng của bác chủ nhà gái á là cái giọng bác khi mà mình nói ra là mình sẽ, khi mà bác nói ra là mình sẽ biết rằng cái bác này là cái giọng chanh chua á các bạn, là cái người cũng dữ chứ không có hiền đâu. Nhưng mà tại sao là lại trả lời yếu ớt như vậy? Thì sau đó là chú mới nghe tiếng gay 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 đi qua gay lại rồi tiếng rầm 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 giống như là cái tiếng mà đập đồ kêu xoảng xoảng xoảng, sau đó là tiếng khóc, tiếng khóc của nữ. Thì lúc này á là chú nói trời ơi, chú nhắm mắt nha, nhưng mà chú nằm chú lắng nghe thì chú nghĩ rằng trời ơi chắc là hai bác chủ nhà rồi có chuyện gì á, là gây nhau đánh nhau rồi. Thì lúc mà nghe tiếng xoảng xoảng là chú thấy quá rồi, cho nên nó là chú tính rằng nó là chết rồi, bây giờ là phải mình xuống, chắc là mình phải xuống mình can thôi. Ban đầu thì chú không dám đâu, nhưng mà chú nghĩ thôi chắc là phải xuống can chứ để ngồi mất công có chuyện lớn nữa. Thì lúc đó là chú tính sẽ mở mắt ra rồi ngồi dậy, nhưng mà ngộ rằng á là lúc này chú lại không mở mắt ra được, không mở mắt ra được các bạn, và tay chân của chú cũng tê cứng ngắc luôn, không thể nào ngồi dậy được. Nhưng mà ngộ một cái rằng chú thở rất bình thường. Thì chú nói rằng á là hồi đó khi mà chú ở dưới quê á, mỗi lần mà chú bị bóng đè là chú hay bị ngộp thở lắm, nhưng đằng này á là chú lại thở bình thường. Thì chú suy nghĩ đó, chết cha mình bị bóng đè á ta, cái chú thở thì chú thấy ủa mình thở bình thường mà, ủa tại sao vậy, tại sao con mắt của mình lại không có mở ra được mà tay chân của mình cũng không nhúc nhích được, giống như cái người bị dán vô trong cái giường vậy đó các bạn. Mà bên tai của chú thì vẫn nghe tiếng la, tiếng khóc ở dưới rồi tiếng xoảng 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 ở dưới rồi á, là cái đầu của chú cái não là đã tỉnh rồi mà tại sao con mắt lại không mở được, tay chân không nhấc được. Thì chú nghĩ trời ơi mình bị bóng đè ta, ủa mà sao mình bị bóng đè mà tại sao mình thở bình thường vậy ta. Thì lúc đó chú sợ, chú sợ cái chú ráng nhưng mà không thể nào ngồi dậy được, cái chú nằm luôn. Chú nằm chú lắng tai nghe thì một hồi rất là lâu sau thì những cái tiếng đó im bặt. Thì chú đoán là nãy giờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi đó, chú ngủ không được luôn các bạn. Thì sau khi mà im bặt rồi thì chú nghĩ chắc là xong rồi, cho nên chú cũng ráng ráng thử. Thì lúc này lại ngồi dậy, lại mở mắt ra được, xong cái chú ráng lắng tai nghe nữa thì không nghe gì nữa, cho nên đó là chú chắc là ngủ rồi. Cái chú lên giường chú nằm chú ráng ngủ cho tới sáng, cho tới sáng ngày hôm sau là cỡ sáu mấy 7 giờ chú dậy để mà chuẩn bị đi làm đó các bạn. Thì khi mà chú đánh răng rửa mặt xong cái đi vô,
Khi vô phòng của mình chú mới thay đồ, thì trong cái lúc mà thay cái áo á, chú còn nhớ lại cái vụ mà hôm qua mình bị đánh á, thành ra là chú mới rờ 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 vô cái bụng vậy nè, cái chú thấy vẫn còn hơi đau đau, hơi ê ê vậy đó. Cái chú mới suy nghĩ nó, trời ơi, hôm nay nếu mà mình không mua cái gì vô thì chắc là sẽ bị đánh nữa, tại vì cái kiểu mấy người đó có vẻ hổ báo hung dữ lắm, cho nên hôm nay mình mà không mua cái gì vô thì chắc là mình sẽ bị đánh nữa. Thành ra cái chú lại sực nhớ, không hiểu sao giống như xui khiến vậy đó, tự nhiên chú sực nhớ lại cái gói thuốc ở trong cái hộc tủ. Chú mới kéo cái hộc tủ ra, chú lấy cái gói thuốc ra, cái chú mở ra, chú thấy 7 điếu, là chú nhớ lại cái người mà đầu xỏ hôm qua tên là Vương. Cái người đó nói với chú rằng là ít ra mày cũng phải cho tụi tao mỗi thằng 1 điếu thuốc, mà mày không cho 1 điếu nào hết. Thì chú nhớ như vậy, thì chú nói à, bây giờ 7 người thì đây đúng 7 điếu thuốc. Cái chú nói thôi bỏ vô túi để mà vô cho mỗi người 1 điếu cho xong cho rồi đi. Thì lúc đó là chú mới bỏ cái gói thuốc vô trong túi quần của mình rồi mới đi xuống ha. Khi đi xuống dưới tầng 1 ở dưới đó, là chú thấy bác gái chủ nhà đang đứng chống nạnh vậy nè, nhìn chú mà cái mặt dữ lắm. Bác mới chửi, mà chửi quá trời luôn. Chú này thì lại hiền, khi mà bị chửi chú ngớ người các bạn. Bác này chửi vậy nè: tổ cha mày, tổ cha mày tại sao vậy, tại sao mà hôm qua là dặn mày rồi là tắt đèn hết mà mày mày lại mở đèn hết. Trong nhà của bà ha là bao nhiêu cái đèn mày mở lên hết, kể cả trong nhà kho mày mở vậy á, rồi tiền điện nào mà chịu nổi. Đó là bà này chửi quá trời luôn. Cái chú ngớ người, chú ngớ người, chú còn suy nghĩ nó, ủa hôm qua hả mình đâu ra khỏi phòng đâu mở đèn đó. Cái hả bà này cứ chửi hoài, nói hả mày hả mày mày mở đèn như vậy á, là tiền nào mà chịu nổi hả, là hên á, là tao về á ha tao tắt đèn đấy hả, cuối tháng này nè là mày phải đóng thêm tiền điện cho tao. Là bà này chửi quá trời luôn. Cái chú cũng ngớ người, cái chú cũng gật gật gật. Cái xong cái chú mới sực nhớ lại, chú nói ủa bác về hồi nào đó. Chú hỏi cái câu đó thì bác gái này nói rằng đó là tao về tối 4 giờ, sáng 4 giờ tao về, tao thấy đèn mở sáng trưng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không có cái chỗ nào mà không mở đèn hết. Thì chú nói ủa, chú suy nghĩ trong bụng không nói ra, chú mới nghĩ ủa gì vậy, ủa là sao, trong khi hồi hôm qua là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ là mình nghe cái tiếng mở cửa, rồi tiếng gây lộn, tiếng chửi nhau, rồi tiếng đập đồ, là hai người này đã về từ cái lúc đó mà ta, tại sao bây giờ lại nói là về lúc 4 giờ. Thì chú mới hỏi lại nữa rằng đó là ủa vậy bác có về, khi mà bác đi á, bác có quay lại lần nào hay không. Thì bác này nói đi rồi quay lại làm gì. Đó là bác này nói vậy. Xong cái bà lại chửi tiếp: mày á là cuối tháng ha là mày phải đóng thêm tiền điện cho tao nghe chưa. Thì chú hả là lúc đó hoang mang hết rồi các bạn, hoang mang hết rồi. Cái chú cũng gật gật gật. Xong cái chú lật đật, chú nói thôi con đi làm trễ giờ, cái chú đi. Thì trên đường chú đi chú mới suy nghĩ rằng đó là ủa cái gì kỳ vậy trời, trong khi rõ ràng á là cái ngày hôm qua mình đã tắt đèn hết trơn và mình đâu có ra khỏi phòng. Với lại mình nghe tiếng là hai người này đã về gây lộn, đánh lộn rồi đập đồ gì tùm lum hết trơn, mà bây giờ lại đổ thừa mình là sao. Nếu mà bà nói bà về lúc 4 giờ sáng đi thì những cái tiếng động đêm qua là ai làm đó, mà không có nghe bà nói vì gì về cái vấn đề gây lộn hết, cho nên nó là chú hoang mang dữ lắm. Rồi lúc này chú lại nhớ lại cái chuyện tối hôm trước mình gặp cái cô gái đó đứng ở ngoài cửa sổ, mà trong khi cái cửa sổ ngoài thì hoàn toàn không có lan can, cho nên nó là lúc này chú lại càng sợ hơn. Chú suy nghĩ rằng trời ơi cái nhà này chắc là có vấn đề gì rồi đã, chú nghĩ vậy đó ha. Thì khi mà chú nghĩ vậy, đang nghĩ miên man vậy, cuối cùng cũng đạp xe tới chỗ làm. Khi mà vô chỗ làm mới gặp 7 cái ông đó đó, mấy người kia thì người ta bình thường, nhưng riêng 7 cái người này là giống như chơi chung một đám với nhau, bố láo với nhau đó các bạn. Vô đứng chống nạnh dòm chú vậy nè. Thì lúc đó là chú nhớ lại rằng mình có đem theo cái gói thuốc nè, bây giờ mình lấy ra. Cái chú nói dạ dạ em mời mấy anh. Xong rồi đưa mỗi người 1 điếu. Cái người mà tên Vương đầu xỏ đó là chú đưa luôn cái gói thuốc luôn. Thì sau khi mà mấy người đó hút á, là chú thấy rất là lạ, là khi mà cái người tên Vương á là hút xong
cái tự nhiên cứ sàng sàng theo chú hoài. Nguyên cái ngày hôm đó là cứ theo chú hoài, mà cái kiểu giống như là khoái ghiền cái thuốc này. Cứ nói rằng là mày mua cái gói thuốc này ở đâu mà ngon thế. Cái chú mới nói rằng là của người quen người ta mua, là chú trả lời cho xong vậy thôi. Thì chú nói rằng của người quen người ta mua, thì cái người này cái kiểu nài nỉ kỳ lắm các bạn. Cái kiểu giống như là năn nỉ chú và sợ chú vậy đó. Nói rằng là mày mua cho anh một gói với. Cái chú nói người đó bây giờ đi rồi, em không có biết mua ở đâu hết. Thì anh này lại trả lời chú rằng là mày kiếm mày mua cho anh đi, mày kiếm mày mua cho anh đi, thuốc ngon quá, thuốc ngon quá, mày kiếm mày mua tao hút có một điếu thôi, mà bây giờ tao nghe mùi tao ghiền quá, tao không chịu nổi, mày nhớ mày kiếm mua cho anh nha. Thì chú mới bực bội. Tự nhiên lúc đó chú nói chú hiền lắm, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên chú lại nạt cái người này. Chú nói rằng là biết đâu mà mua. Đó, chú trả lời như vậy. Thì người này làm thí dụ như nếu là đầu gấu đi mà mới vô mà bị nạt vậy là thế nào cũng sững cò lên đánh mình. Còn đằng này là bị nạt như vậy nha, nhưng mà người này lại nói thì mày mua cho anh đi, mày kiếm mày mua cho anh đi, cứ năn nỉ hoài luôn các bạn. Thì chú nói biết rồi, chú nói vậy đó. Thì sau đó là người này cứ cầm cái gói thuốc đó, cầm cái gói không vậy đó ha. Thì tối hôm đó chú về, tối hôm đó là chú về lúc 7 giờ. Khi mà chú về á, thì cái người mà bán phở người ta đang dọn, thì chú cũng dẫn xe đạp vô rồi đi lên lầu. Khi mà đi ngang qua tầng 1 á, là hai bác chủ nhà đang ngồi ăn cơm. Cái lúc mà chú đi lên á, thì hai bác mới kêu chú vô. Sau đó là chú mới vô ha. Cái hai bác mới nói rằng là con ngồi xuống đây ăn cơm với hai bác đi. Thì lúc đó là chú cũng ngồi xuống. Thì cái bác gái hồi sáng mà chửi chú đó mới hả là cúi mặt mới nói với chú rằng là cho bác xin lỗi cháu nhé, hồi sáng này là bác đã chửi oan cháu, tại vì là bác tiếc tiền cho nên hả là bác nóng tính quá, bác chửi cháu, thành ra là cho bác xin lỗi cháu nhé. Thì sau đó là chú mới suy nghĩ xong, cái chú nói không sao đâu bác, không sao đâu. Cái lúc đó đó là bác trai cũng ăn cơm, cái bác trai kêu chú ăn đi, chú ăn đi. Thì nói chuyện qua lại, cái nói tới cái vấn đề con cái. Thì chú mới hỏi hai người rằng là sao hai bác lại không có con. Cái lúc đó đó là bác gái mới cúi mặt xuống. Mới cúi mặt xuống nói rằng tôi là không có sinh con được. Tôi không có sinh con được, tôi kêu là ổng tìm người vợ khác để mà sinh con cho ổng, nhưng mà ổng không có chịu. Thì sau đó là bác trai mới tiếp lời, bác trai nói rằng là thôi, con cái là lộc trời cho. Thì thí dụ như vợ chồng sống với nhau mà có con cái thì vui cửa vui nhà. Còn nếu mà không có con đó, thì mình cũng đành chịu mà thôi. Cái đó là lộc trời cho người nào thì người đó nhận. Thì khi mà nghe bác trai nói vậy thì chú là thấy cảm thấy bác trai là cái người tốt quá. Tốt của người đàn ông mà tốt quá. Bác gái thì nhìn bác trai với mắt rất là trìu mến và biết ơn. Thì sau đó là chú cũng không có kể lại cái chuyện mà mình thấy cô gái đó với lại cái chuyện mà mình nghe sùm ngày hôm qua, là chú không có kể lại cho hai người này nghe. Sợ rằng hai bác sẽ giận cho nên đó là chú không có nói. Thì sau khi mà ăn xong rồi thì hai bác kêu rằng đó là cháu về nghỉ ngơi đi. Thì chú cũng lên trên lầu. Thì chú lên chú cũng tắm rửa ha. Thì đêm đó chú cũng nằm hoài. Chú nói rằng đó là đâu dám ngủ liền, sợ lắm. Sợ rằng tới tầm 11 giờ có chuyện nữa. Thành ra là chú ráng chú thức, chú vẽ nè, rồi chú viết nè, cho tới tầm khoảng chừng 1 giờ á, 1 giờ mấy chú mới đi ngủ. Thì khi mà 1 giờ mấy chú ngủ á, chú kể rằng khi mà nằm nha, cái tự nhiên á là khoảng chừng nửa tiếng sau, lúc đó chú chưa ngủ đâu, nửa tiếng sau cái chú nghe tiếng khóc các bạn, nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này là tiếng khóc của một người đàn bà, một người phụ nữ khóc mà rất là thê lương, rất là ai oán. Trời ơi, khóc hụ 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 hụ, mà cái tiếng khóc này là nó vang từ ở bên phòng thờ, vang qua, nó vang qua các bạn. Chú nghe trời chú run dữ lắm, chú đâu có dám mà đi ra để mà coi, không dám. Chú nằm trên đó chú kéo cái mền, thì cái tiếng khóc này cứ khóc hoài tầm khoảng nửa tiếng vậy đó. Xong rồi bắt đầu tiếng nấc. Ban đầu là khóc hụ hụ vậy đó, sau đó là tiếng nấc, nấc suốt vậy đó ha. Thì sau khi tiếng nấc là tầm khoảng chừng 15 phút cái ngừng, không còn nghe nữa. Nhưng mà tầm khoảng 20 phút sau thì tới là tiếng con nít khóc. Con nít khóc oa 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 vang trong đêm vậy đó. Mà
Trời, chú nằm chú run cả không ngủ được các bạn, run 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 hả, sợ vô cùng luôn. Thì bắt đầu nha, tự nhiên á là chú có cảm giác như là cái tiếng khóc con nít đó gần 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 tới ngay cái cửa phòng của chú. Chú sợ lắm, chú kéo cái mền lên, mà cái mền đó thì có lủng một lỗ, thì chú kéo lên là chú mới hí con mắt vậy đó, thì chú mới nhìn ra. Nhưng mà ở ngoài á thì chỉ có cái đèn đường nó dạ lên thôi, nó không phải là sáng trưng như là mình mở cái đèn trong phòng. Đèn phòng chú tắt rồi, thì chú thấy rõ ràng ở trong phòng của mình, qua cái lỗ đó chú hí con mắt á, là chú thấy rõ ràng có một người phụ nữ đang ẵm trên tay một đứa con nhỏ, mà đi vòng 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 trong phòng của chú vậy đó. Đứa con nó thì không ngừng khóc, còn người phụ nữ này thì ru ru con nha, ru mà mấy cái điệu ru mà của các bà mẹ Việt Nam hay ru con đó các bạn. Là khi mà chú nghe, chú nói rằng hát rất hay, hát hay dữ lắm. Nhưng mà do là chú sợ các bạn, cho nên đó là nghe thì nghe hay thiệt mà rợn người hết trơn à, rợn người hết trơn à. Và cái người đó cứ đi tới đi lui, đi vòng 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 trong phòng của chú vậy đó. Chú không thấy được mặt của người đó, chỉ biết đó là một người đàn bà ốm đang ẵm đứa con nhỏ thôi. Thì sau đó là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng, gần một tiếng sau á, là người này bắt đầu đi ra. Mà trong khi cái phòng của chú là đóng cửa, nếu mà vô mình phải mở cửa ra, nếu mình ra mình cũng phải mở cửa ra. Còn đằng này là làm như người này đi xuyên qua cửa hay sao đó. Thì sau đó là không còn nghe tiếng gì nữa. Trời ơi, chú nằm đó, chú nói ha, ráng ráng nằm, sợ vô cùng, trông cho tới sáng vậy đó. Thì nằm một hồi sau cái nghe cái tiếng mở cửa ở dưới, là cái chị bán phở chị tới, là tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ là cái chị bán phở chị tới rồi. Thì lúc đó là chú nghe vậy đó, cái chú mới lật đật, chú thay đồ, chú nhảy xuống dưới. Chú nhảy xuống dưới cái hả, lúc đó cái người đó đang dọn, người ta nấu sẵn đem lại các bạn. Thì người đó đang dọn ra vậy đó ha. Cái chú mới xuống cái chú mới kêu chị ơi, chị lấy, chị múc cho em một bát vậy đó ha. Thì trong lúc chú ngồi ăn, thì lúc đó là do sáng sớm mà các bạn, cho nên nó là đâu có ai đâu. Thì lúc đó là chú mới hỏi, chị ơi, cái nhà này á, là hình như có vấn đề hay sao á, nói chị bán phở vậy đó. Thì chị bán phở mới nói rằng á là chú gặp rồi hả, hỏi vậy đó. Cái chú nói trời ơi hả, em không biết sao nữa, trời ơi sao mà mấy bữa nay em ngủ không được luôn, chưa kịp kể gì hết trơn á, ngồi hả nói qua nói lại. Cái cô đó hỏi chú gặp rồi hả, chú gặp sao chú kể. Thì chú cũng giống như là cứ lần quần kể được các bạn, cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy luôn, 5 giờ mấy gần 6 giờ, còn chừng 5-10 phút nữa 6 giờ. Thì cái chú mới hỏi cái chị bán phở nói, chị ơi trong nhà này phải có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Thì chị bán phở nói rằng là trong nhà này có, mà chỉ có tôi với lại hai người chủ nhà là biết thôi. Từ nào tới giờ là nam vô đây ở là không có ở được. Nam vô đây hoặc là hai vợ chồng vô đây ở là không có ở được. Sẽ bị phá, không thể nào ở được hết trơn á. Mà chú gặp cái gì, chú nói tôi nghe coi. Thì chú đang tính kể, nhưng mà chú nghĩ lại, chú nghĩ rằng đó là mình phải hỏi coi cái nhà này có cái chuyện gì trước. Thì chú nói, nhưng mà trong nhà này có chuyện gì chị biết không, chị nói cho em nghe với. Thì lúc này á là cái cô bán phở hỏi mấy giờ rồi. Thì chú nhìn đồng hồ chú thấy là gần 6 giờ rồi. Chú nói dạ gần 6 giờ rồi. Cái cô bán phở này nói rằng đó là thôi 6 giờ là nó sắp xuống rồi, ý nói cái vòng đó đó, thôi 6 giờ là nó sắp xuống rồi, thôi để bữa khác đi tôi kể. Khi mà nghe cái cô bán phở này nói như vậy, tự nhiên trong bụng chú đánh lô tô. Chú nghĩ rằng ủa là sao, là có nghĩa là cái chị này chắc là phải ở đây lâu rồi, cho nên nó là mới biết được cái thời gian biểu của nó, là nó xuống đây giờ nào giờ nào. Ủa không lẽ là ai ở trong nhà này nó đều theo người đó hả ta. Xong cái chú lật đật chú đi làm. Khi mà chú đi làm á thì vô ngày hôm nay á là 7 người hôm trước mà đánh chú là không có đi làm. Không có đi làm các bạn, thì làm cho tới trưa. Ban đầu thì chú không có hỏi đâu, nhưng mà làm cho tới trưa, trong lúc mà mọi người đang nghỉ ăn trưa đó, thì chú mới hỏi một anh. Mà cái anh đó là nhà gần với lại cái người tên Vương, mà cái người đầu xỏ đánh chú đó. Thì hỏi cái anh đó, anh ơi sao hôm nay anh Vương với lại mấy anh kia không có đi làm vậy anh?
Thì cái anh đó mới trả lời rằng đó là trời ơi, nó hả, nó phát điên, nó la quá trời la luôn, nó la sùm hết trơn á. Rồi hả, nó la xong cái nó chạy vòng 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 ngoài đường vậy đó, cho nên người nhà của nó bắt nó về, ý nó ông Vương á là bắt nó về á, là xích cái chân nó lại rồi, cột nó lại rồi. Thì trong đó có một người mới hỏi cái anh này rằng á là ủa, nó bị cái gì mà nó la cái gì vậy anh? Cái lúc này á là anh kia nói rằng á là nó la là nó thèm thuốc, nó nghiện thuốc hả, cho nó thuốc đi, cho nó thuốc đi. Cái hả lúc đó hả là cái anh kia mới hỏi ủa bộ nó nghiện hả anh, là ý là nghiện xì ke đó. Thì anh này nói không 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 có nghiện, không phải nghiện xì ke, không phải nghiện xì ke. Anh này nói rằng á là khi mà nghe nó la tao cũng qua tao xem, thì tao qua tao xem á hả, tao thấy nó cầm một cái gói thuốc, nó cầm gói thuốc cái nó thấy tao cái nó đưa cái gói thuốc này cho tao nè. Nó nói rằng á anh ơi mua thuốc này cho em, mua thuốc này cho em hút cái thuốc này anh ơi, nó dí dí cái thuốc vô mặt tao, dí đứa thường cái gói thuốc vô mặt tao. Cái tao mới cầm cái hộp thuốc đó, tao thấy cái hộp thuốc lạ quá, cho nên nó là tao cũng đi hỏi, mà tao tao đi hỏi vòng 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 hết trơn á, mà hả là không có ai biết rằng á là cái hiệu thuốc này á là của ai, với lại á là không có chỗ nào bán hết, cái hộp lạ dữ lắm. Thì lúc mà chú Hòa nghe tới cái đó, cái chú Hòa nói sao kỳ vậy trời, là chú nghĩ trong bụng nó trời ơi, sao kỳ vậy. Cái chú Hòa mới hỏi vậy mấy người kia làm sao anh, ông Vương bị vậy rồi mấy người kia làm sao. Thì cái anh kia nói hình như tao nghe là nó nhẹ hơn Vương, mấy người kia nó nhẹ hơn Vương, nhưng mà có thằng á thì bị tiêu chảy, có thằng á thì ói quá trời luôn, có thằng á thì hả là ói ra máu luôn, rồi có thằng á là đau bụng quằn quại, có thằng nhức đầu, cho nên nó là hôm nay 7 thằng đó không thằng nào đi làm hết trơn á. Thì lúc đó là chú lo trong bụng lắm, chú nghĩ ủa sao kỳ vậy trời, không lẽ hút cái thuốc đó vô mà 7 người này bị vậy. Chú cũng im luôn không dám kể các bạn. Thì cho tới tối ngày hôm đó đó là chú suy nghĩ, chú nghĩ rằng đó là trời ơi, cái nhà có vấn đề vậy, sợ muốn chết luôn vậy đó, giờ sao trời, không bây giờ đó, mình đi mướn nhà nghỉ nào để mà mình nghỉ đỡ rồi mai tính. Cái chú suy nghĩ hoài, cái chú chạy vòng vòng không có về nha, chú chạy vòng vòng cái chú nghĩ rằng đó là thôi trời ơi, bây giờ á nếu mà mướn nhà nghỉ tiền đâu mướn, cũng có tiền nhưng mà dạng giống như tiếc tiền á các bạn, cho nên nó là thôi 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 chắc thôi chắc về ngủ đi, kệ đi, ráng ráng hết tuần này rồi hả là kiếm cái chỗ khác. Là chú suy nghĩ trong bụng vậy, vẫn đắn đo tại vì sợ tốn tiền. Thì lúc mà chú về á là trước khi chú về nhà, chú có quẹo vô một cái tiệm tạp hóa để mà chú mua cái gì đó. Cái lúc mà quẹo vô ha thì chú thấy ngay chỗ trước cái tiệm tạp hóa đó, đó là có một cái ông này to bự lắm, bụng muốn phệ cỡ trần. Ông này hình như chủ tiệm tạp hóa đang đánh một cô gái, mà cái cô gái này á sau này cô đó nói rằng cổ làm trong cái tiệm tạp hóa đó đó là làm công cho cái ông đó, mà không biết là cổ làm gì không hài lòng ổng á, thành ra ổng đánh. Mà cái lúc mà chú chạy xe tới nha là chú thấy cái ông này giả vô mặt cái cô này, giả mà phải gọi là dùng hết tất cả sức bình sinh để mà giả vô mặt cổ một cái bóp. Trời ơi chú cảm thấy trời sao mà lại ác độc như vậy, cho nên chú mặc dầu chú sợ lắm, thấy ông này bự con nữa nhưng mà chú vẫn nhào vô, chú đẩy ông này ra, xong rồi chú hỏi làm gì đánh người ta. Cái cô đó khóc quá trời, cái chú mới kéo tay cổ, rồi vừa dắt xe đạp á, là vừa kéo tay cổ chạy. Thì cái ông đó ông ngồi và ông chửi quá trời luôn. Thì sau đó là mới đưa cổ qua chỗ khác, thì chú mới hỏi rằng đó là sao bị đánh vậy em. Thì cô này mới nói rằng là do em làm sai cái gì đó mà ông chủ ông nóng quá ông đánh em. Thì cổ mới nói trời ơi, em sợ quá, nếu mà làm vậy hả mai mốt chắc ông đánh em hoài, ông đánh em hoài vậy đó. Thì chú mới khuyên cô này á, là quê em ở đâu thôi, em về quê đi, em về quê đi, chứ em làm mà chủ đánh em hoài, mà em con gái nữa, mà ông đó ổng đàn ông mà ổng đánh mạnh muốn chết luôn, thì thôi em về quê đi. Thì nói một hồi cái cô này nói dạ em về quê, nhưng mà giờ sao giờ tối rồi em cũng không biết ngủ đâu. Thì chú nói thôi chú móc tiền ra, đáng lẽ là cái tiền đó là mình tính mình đi thuê nhà nghỉ mình ngủ đỡ để mà qua cái đêm đó đó, nhưng mà tiếc tiền, nhưng mà bây giờ thấy cái cô này như vậy cho nên chú mới dúi tiền vô mấy chục ngàn, thời đó là cũng nhiều đó các bạn. Thì chú nói thôi em cầm cái tiền này đi,
À, em kiếm hả cái chỗ nhà nghỉ nào em vô ngủ đỡ, rồi sáng mai á anh chạy qua anh đưa em về cái chỗ tiệm tạp hóa lấy đồ rồi về quê. Về quê thì cô này cũng cảm kích dữ lắm, xong rồi á là chú cũng đưa cô này thấy một cái chỗ nhà nghỉ thì kêu cô đó vô, chú mới chạy về nhà. Khi mà chạy về nhà lúc đó là cũng đã 10 giờ 11 giờ rồi các bạn, khi mà về là cô chú chủ nhà, hai bác chủ nhà đã ngủ hết rồi. Xong rồi chú cũng lên tắm rửa, rồi chú vô ngủ thì đêm nay thì chú lại ngủ rất là ngon. Ngủ ngon vậy lắm. Nhưng mà ngủ cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi á, thì chú lại bị đau bụng. Đau bụng đi cầu. Thành ra là chú dậy để mà chú đi ra ngoài toilet để mà chú đi. Thì khi mà chú ra ngoài toilet chú đi, đang ngồi trong toilet vậy đó, nó kế bên cái chỗ mà rửa chén á các bạn. Tự nhiên chú nghe tiếng rớp 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 như là ai đang rửa chén vậy đó. Thì chú nghe cái tiếng đó thì chú nghĩ rằng á, lỗ không lẽ bác chủ nhà lên rửa chén hả ta, mà giờ này khuya mới có 3 giờ mấy à, mà sao bác lên rửa chén sớm thế. Thì chú mới đang đi mà, nhưng mà vẫn mở hí cái cửa ra để nhìn. Thì khi mà hí cái cửa ra để nhìn á, thì thấy không có ai ngoài đó trơn á, thì chú sợ chú biết rồi, chú mới đóng vô, chú giữ cái cửa vậy nè, nữa hả trời, đó là nữa ha. Xong cái chú đi xong rồi mà chú không dám ra, chú sợ các bạn. Thì chú hí cái cửa, chú thấy rằng là cái đèn ở ngoài đó đó cứ chớp tắt liên tục như vậy đó, là mở bật liên tục như vậy đó. Thì lúc đó là chú nói trời, sợ quá, đứng đó luôn không dám ra, sợ rằng mấy con ma nhảy ra nhát mình, cho nên chú đứng ở trong nhà tắm luôn. Thì sau đó là tới khoảng 4 giờ mấy là cái chị bán phở chị tới. Thì khi mà chị tới đó là chú nghe tiếng cái là chú nhảy ra luôn. Chú nhảy ra xong cái chú hả là nhào vô, chú thay đồ cái chú xuống dưới. Chú xuống dưới cái chú mới nói với lại cái chị bán phở, nó chờ chị ơi chắc là em phải chuyển thôi. Em không thể nào mà em chịu nổi hết trơn á, em hết chịu nổi rồi, hết là quá cái sức của em rồi. Thì chị bán phở này mới nói với chú rằng đó là sao, nhát chú nữa hả, mà có làm ảnh hưởng chú có đau ở đâu hay không. Thì chú nói không, chú mới cãi lại, hôm nay là chú mới cãi lại được nè, là đầu tiên là chú thấy cô đó, qua đêm thứ hai là nghe tiếng gây lộn rồi tiếng hả là xoảng 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 đập đồ, qua đêm thứ ba là nghe tiếng khóc rồi tiếng ru con thấy cái cô đó, rồi bây giờ là nghe tiếng rửa chén rồi đèn chớp tắt. Thì khi mà kể hết xong rồi á thì chị vẫn phải nói rằng vậy là chú nhẹ rồi. Trời ơi hả, trước đây á những cái người trước á là không có người nào mà bảo toàn cái cơ thể của mình, người á thì té gãy tay, người thì té gãy chân, người thì bể đầu, người á thì bị xô cầu thang. Trời ơi nhát dữ lắm, chú là nhẹ đó, chú là nhẹ. Ủa sao lạ vậy ta, sao chú nhẹ vậy ta. Thì khi mà nghe cái cô bán phở này nói vậy chú sợ lắm, cho nên đó là chú mới đi. Thì chú hôm nay á là chú tính rằng hôm nay là mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ đúng hẹn với cái cô đó, là mình qua mình rước cổ, rồi đưa cổ về tiệm tạp hóa, rồi đưa cổ ra bến xe cho cổ về. Cái thứ hai á là nghỉ làm, là để đi tìm cái chỗ trọ khác, chứ không thể nào mà ở đây được nữa, quá ghê rồi, đối với mình vậy là quá ghê rồi. Thì chú mới chạy đi. Khi mà chú chạy đi ha, là chú đến rước cái cô đó cảm kích chú vô cùng. Rồi xong rồi đưa cô đó về, đưa cô đó ra bến xe. Cái cô đó còn đưa cái địa chỉ nhà của cổ dưới quê của cổ á, là biên cái địa chỉ cho chú. Để sau này á, là có gì hai người có duyên á, thì liên lạc với nhau. Rồi á, hả là cổ có dịp á, là trả ơn cho chú vậy đó ha. Rồi cô đó mới đi. Thì chú mới đi lang thang, chú suy nghĩ rằng á, là bây giờ á, chắc là nếu mà không tìm được cái chỗ trọ thì do là chưa có vô nhập học, còn tháng mấy nữa mới nhập học, thì thôi chắc bây giờ mình về quê quá. Mà hồi đó thì cái điện thoại nó rất là hạn chế, kể cả điện thoại bàn các bạn, điện thoại di động là không có rồi đó, kể cả điện thoại bàn là rất là hạn chế luôn, cho nên đó là chú không có gọi điện thoại về được, mà chú mới ghi lá thư. Thì chú ghi lá thư chú nói với lại gia đình rằng đó là con sẽ chuyển cái chỗ. Rồi á, là con sẽ về quê vậy đó, nhưng mà nếu mà đợi gia đình hồi âm lại thì tới 5 6 ngày. Thì chú mới suy nghĩ nói thôi chắc mình ráng đi,
mình ráng đi đợi gia đình mình hồi âm thư á, thì lúc đó một là về quê, hai là mình đi kiếm chỗ khác, giờ mình ráng mình ở thêm khoảng tuần nữa, lỡ thêm cái nhà của hai bác đó một tuần nữa. Thì sau đó là chú mới chạy lên chùa. Khi mà chạy lên chùa, chú vô chú kể cho vị sư nghe là mấy ngày nay con trải qua như vậy đó, là con thấy vậy thấy vậy đó. Thì vị sư này á, là mới kêu chú vô á, là vô trong chánh điện để mà đọc kinh với lại mấy vị Phật tử khác. Sau đó là vị sư này mới cho chú là ba lá bùa, kêu rằng á, là một lá đó là chú để trong người, còn một lá là chú để dưới gối, còn một lá là chú treo ở đâu đó trong phòng. Rồi xong rồi á, là chú cứ đi lang thang vậy đó, xong cái chú mới chạy về. Cái lúc mà chú chạy về ha, chú để ý á, chú thấy á, là hai bác chủ nhà nhìn cũng phờ phạc lắm. Chú ngầm hiểu rằng á, là hai người này chắc là cũng nghe, cho nên nó là mới phờ phạc như vậy. Thì đêm hôm đó là chú cũng quần quần trong phòng, xong rồi á, là chú mới treo một lá bùa là ngay chỗ cái cửa ra vào luôn. Một lá thì chú để ngay cái cửa sổ, treo ngay cái cửa sổ. Chú đóng cái cửa sổ lại rồi, không có dám mở nữa các bạn, đóng ràng lại rất là kỹ. Còn một lá là chú để trong người của chú. Thì đêm hôm đó nha, chú kể rằng là đêm hôm đó đang ngủ ráng sao cái ngồi cũng vô ngủ được. Nhưng mà đang ngủ cái bắt đầu lại nghe tiếng gây tiếng chửi. Đầu tiên á là nghe giọng của một người đàn ông chửi. Xong rồi á là tới giọng của một người đàn bà bắt đầu chửi lại xong cái hả? Tự nhiên chửi qua chửi lại cái chú nghe một cái rầm. Cái rầm này giống như là một cái gì mà rớt xuống vậy đó, thì chú nghĩ rằng chắc là một trong hai người có người nào rớt xuống lầu rồi. Chú sợ lắm, chú sợ lắm. Xong cái một hồi sau chú lại nghe giọng của một người đàn bà khác, mà cái người đàn bà này giọng cao hơn cái người kia, cái người kia giọng là hiền lắm, như là cái buổi thứ hai mà nghe giọng hiền hòa đó, là nghe cái giọng người đàn bà kia nói rằng đó là chị ơi chị tha cho em, chị tha cho em với, chị tha cho em với, đừng 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 chị ơi. Xong rồi nghe một cái rầm một cái nữa, thì khi mà chú nghe một cái rầm một cái nữa là giống như là thêm một người nữa rớt xuống vậy đó, là chú tưởng tượng vậy đó ha. Cái lúc đó ha, chú lắng tai nghe, thì lúc này á là tự nhiên im bặt các bạn, im bặt. Xong cái một hồi tiếng rầm rập rầm rập rầm rập rầm rập, mà tiếng này nha đi tới ngay chỗ cái cửa phòng của chú á, xong ngưng lại, ngưng lại cái dòm ra đi lại chỗ khác, là chú nghĩ rằng chắc là do có lá bùa cho nên nó là không có vô được. Thì sau đó là chú ráng là chú nói trời ơi bây giờ là không thể nào mà chấp nhận được nữa rồi đó, thấy ghê quá, không thể nào mà mình ở được rồi đó. Cho nên nó hả là coi như là sáng hôm đó chú xuống chú nói với lại hai bác chủ nhà. Lúc đó là chú thấy hai bác chủ nhà hai mắt cũng thâm quầng hết trơn, là chú biết rằng vậy là tối qua hai người này cũng có nghe nè. Cho nên đó là chú mới nói rằng đó là hai bác ơi chắc là cháu chuyển chỗ trọ, cháu không có ở đây nữa. Thì hai bác mới nói rằng đó là không sao đâu, hai bác hiểu mà, thôi bây giờ đó là con tính sao. Thì chú mới nói vậy bây giờ con cũng không biết là sẽ đi đâu, tại vì con không có quen biết ai. Thì thôi bây giờ con sẽ đón xe con về quê trước, rồi sau đó là tới cái lúc mà gần nhập học đó, thì con sẽ lên thì con sẽ tính sao vậy đó. Thì hai bác gái mới nói rằng đó là thôi vậy con chạy ra ngoài bến xe con mua vé đi, tại vì cái thời điểm đó là mua vé về về quê của chú là phải mua trước, mà vào cái mấy giờ chứ không phải là bây giờ mình muốn ra là mình mua cái mình đi đâu các bạn, hồi xưa thì khó hơn. Thành ra là bác gái mới kêu là bây giờ con chạy ra ngoài bến xe rồi con mua vé đi, rồi bác ở đây bác thu xếp đồ cho con, bác xếp sẵn cho con nha. À, thông cảm cho hai bác, tuy rằng không có lỗi gì hết mà tại sao lại nói thông cảm. Cho nên đó là chú nghe thì chú biết rồi, thành ra là chú mới đi. Thì khi mà chú đi chú cũng đi lang thang một hồi các bạn, xong rồi chú mới chạy ra bến xe. Chú chạy ra bến xe thì cái vé mà về quê của chú sớm nhất á là 9 giờ tối ngày hôm sau. Tối ngày hôm sau nha, là nguyên cái ngày hôm đó, tối đó rồi qua ngày hôm sau tới tối ngày hôm sau là mới có vé đi về quê. Thì lúc đó là chú sợ quá rồi, cho nên đó là chú quyết định rằng đó là thôi, tiền thì mua vé hết rồi, chỉ còn tiền để dành ăn trên đường về, tiền đâu mà đi thuê nhà nghỉ. Cho nên đó là chú quyết định thà không về, không ngủ nhà nghỉ nhưng mà đi ra ngoài bến xe, ngay chỗ mà mấy người mà người ta, cái chỗ, không xin lỗi,
ra ngoài chỗ chợ, cái chỗ mà mấy người người ta bốc vác á các bạn, thì chú xin người ta rằng đó là cho ngồi ngủ ở phía trước để mà hả ngủ ngay đó, chứ không về là không về, tại vì quá sợ đêm nào cũng bị hết. Thì đêm đó ha là chú ngồi xong cái ngồi chú buồn ngủ quá, cho nên đó là chú ngồi chú dựa vô tường chú ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà chú đang ngủ á các bạn, tự nhiên đang ngủ ngon vậy lắm, bữa giờ hôm nay mới được ngủ ngon, thì chú đang ngủ ngon vậy đó ha, cái tự nhiên chú cảm giác như có ai lay mình, cái chú mới mở mắt ra. Khi chú mở mắt ra thì chú thấy một người phụ nữ, mà cái người này á là cái gương mặt y chang như là cái chị mà bữa hôm trước chú gặp mà đứng ở ngoài cửa sổ. Chú mới giật mình, trời ơi, ra theo, tại vì trong cái vía là chú biết rằng cái người này là ma rồi, cho nên đó là chú giật mình, chú nói trời ơi theo ra tới đây hả trời đó. Xong cái hả là chú giật mình, chú sợ lắm. Thì cái người này nói rằng là thôi à, chú đừng có sợ tôi, chú đừng có sợ tôi không có làm gì chú đâu. Cái người này bắt đầu ngồi, giống như là chú thì ngồi đang giữa vậy nè, thì người này kêu chú xong cái cũng ngồi kế bên chú mà ngồi nhìn xa xăm, cái gương mặt rất là buồn. Thì tự nhiên khi mà chú nhét thấy cảnh đó đó, cái tự nhiên chú thấy rằng là sao tự nhiên cái người này không còn đáng sợ nữa, mà thấy sao đâu, mình cảm thấy nó lạ lạ lắm, nhưng mà không còn sợ nữa. Thì người này tự nhiên mới nói rằng là tôi đã chết lâu lắm rồi, nhưng mà tôi không có thể nào tôi siêu thoát được. Tôi hả là vương vấn trên trần gian này rất là nhiều năm rồi. Cậu á, chú á, là người thứ 21 vô trong cái phòng đó ở, là người thứ 21. Trước chú á, là những cái người trước là tôi phá để cho người ta đi, tôi hại người ta nhiều lắm. Thì lúc đó tự nhiên chú nghe cô này nói vậy á, cái chú cũng ngạc nhiên dữ lắm. Xong cái cổ nói tiếp, cổ nói rằng á, là tôi, số tôi khổ dữ lắm, số tôi khổ dữ lắm. Cái cổ mới kể lại, cái cô này mới kể lại là cổ á, là trước đây á, là có chồng trong cái căn nhà đó luôn nha, ở với lại mẹ chồng và với chồng. Thì ở một thời gian dài tôi không có con được, cho nên đó là chồng tôi bắt đầu đánh đập tôi. Xong rồi á là mẹ chồng tôi cũng căm ghét tôi. Thì lúc mà tôi thấy tôi không có con được á, thì tôi có nói với lại mẹ chồng và chồng tôi rằng á là thôi bây giờ á là cho tôi đi về nhà, xin phép là giống như chia tay luôn vậy đó, để cho cái anh này đi lấy người khác. Nhưng mà mẹ chồng của tôi và chồng tôi không đồng ý, nói rằng tôi phải ở lại đây để mà phục vụ họ. Thì chồng của tôi đã quen một người phụ nữ khác, và người phụ nữ đó đã có thai, đem về nhà đó. Tôi phải làm giống như kẻ hầu người hạ, tôi phải hầu cho người phụ nữ đó, cho tới khi người phụ nữ đó sanh con, tôi nuôi con luôn. Người đó tuy rằng sanh nhưng mà lại không có thương con, lo ăn chơi với chồng tôi không. Và cái người đó rất là ác, là cứ hả là về tâu với chồng tôi rằng là tôi là làm biến rồi này nọ kia, để chồng tôi đánh tôi rất là dữ. Cho nên đó là tôi đã không thể nào chịu nổi nữa, sau rất là nhiều năm tôi không có thể là thể nào còn nhịn nhục được nữa. Cho nên đó là một lần đó chồng tôi về đánh tôi tiếp, thành ra là tôi không nhịn được, tôi đã đánh chồng tôi và giết chồng tôi xô chồng tôi xuống từ ở ngay chỗ cái phòng thờ đó, ngay chỗ cái phòng thờ đối diện với cái phòng chú á, là phòng đó là hồi xưa là của cô này của ở các bạn, là tôi đã xô chồng tôi rớt từ ở trên rớt xuống đó. Rồi xong rồi tôi đã giết luôn cái cô người tình của chồng tôi cũng xô xuống, rồi sau đó là tôi đã tự sát. Thì lúc đó là con của hai người này cũng đã lớn 3-4 tuổi vậy đó. Thì sau đó là hả chú, khi mà nghe chú ngạc nhiên lắm, tự nhiên chú không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà chú cảm thấy thương cảm các bạn. Cô này vừa nói mà ánh mắt nhìn xa xăm dữ lắm. Tôi nghĩ rằng á là tất cả đàn ông trên thế giới này á đều là những cái kẻ mà xấu xa, những kẻ chỉ biết rằng á là đánh đập những người phụ nữ của mình. Cho nên á là tôi vô là cứ ai là nam là tôi sẽ hả là hại hết, tôi không có cho ở hả, tôi hại hết không cho ở. Thì chú hỏi rằng á là vậy là, nhưng mà tôi đâu có, cháu đâu, tại vì biết người này lớn cho nên á là chú nói nhưng mà cháu đâu có phải như những người đó đâu, mà sao cô lại nhét cháu như thế. Thì cô này mới trả lời rằng đó là thì cậu ở tôi mới biết, chú ở tôi mới biết,
Ban đầu tôi là nghĩ chú giống như là những cái thằng trước, là khi mà xuất hiện trên ngay chỗ cái cửa sổ là cổ rất là đẹp, thì trước đó là những người đàn ông trước là buông lời dê liền, cái cô này đẹp quá mà, thành ra là buông lời dê liền. Nhưng riêng chú Hòa này là không dê, mà chú Hòa này lại rất là nhẹ nhàng dạ thưa đàng hoàng. Với lại là thấy rằng là chú rất hiền như vậy đó, thì cô là biết rằng chú không phải là người xấu, thì chú mới hiểu ra rằng là chú Hòa là một người tốt. Sau đó là chứng kiến là chú bị đánh đó. Cô này là đi theo cho tới cái chỗ biết chú Hòa này bị đánh chỗ làm đó các bạn, rồi biết chú Hòa giúp đỡ luôn cái cô gái mà bị cái ông chủ đánh luôn đó. Thì cô này nói rằng là nhờ có cậu, nhờ có chú cho nên tôi mới biết rằng là đàn ông thì không phải là người nào cũng xấu cả, chỉ là một phần nào thôi, từ nào tới giờ tôi sai rồi cậu ơi, tôi sai rồi chú ơi. Cô khóc các bạn, tôi sai rồi. Cái lúc đó là chú mới hỏi rằng vậy tại sao hai bác chủ nhà là ở được đó. Thì cô này mới nói rằng nó là con trai tôi, ý nói là bác chủ nhà trai á là con trai của cô này, nó là con trai tôi, tuy rằng tôi không có sanh nó ra nhưng mà tôi đã lo lắng cho nó từ khi mà nó mới sanh, tôi đã ẵm bồng nó, nuôi nấng nó từ khi mà nó mới sanh như vậy rồi là nó cũng rất là được, nó rất là hiền. Vợ của nó không sinh con được nhưng mà nó không có bỏ vợ nó, nó vẫn là ở với vợ nó, cũng rất là thương yêu vợ nó là bác gái. Thì lúc đó là cô này mới quay qua nói với lại chú Hà rằng là thôi, tôi đã ở vương vấn trần gian này là nhiều năm lắm rồi, cho nên nó là bây giờ thấy chú, gặp chú thì tôi thấy ngoài con trai của tôi ra còn có thêm chú nữa là những người đàn ông tốt. Thì chú lại nhớ lại bảy cái thằng cha kia, cha Vương với lại sáu cha kia làm trong chỗ làm á, thì chú mới hỏi rằng là có phải là bảy cái người mà làm chung với cháu là cô đã phá họ không? Thì cô này mới trả lời rằng đúng rồi, tôi phá đó, tại vì là họ là những kẻ mà ỷ mạnh hiếp yếu là vô đánh chú đó các bạn, cho nên nó là cố tình phá vậy. Nhưng mà chú đừng có lo, vài bữa nữa là tụi nó sẽ hết thôi, rồi tụi nó sẽ tu tâm dưỡng tính lại. Đó là cô này nói vậy, là bị vậy chừng vài bữa à. Thì sau đó là chú mới hỏi rằng vậy nếu mà cô đã nhận ra rồi thì cô khi nào cô đi? Thì cô này trả lời rằng là một chút nữa tôi đi, một chút nữa tôi đi. Cái cô quay lại cô nói chú có đồng ý đưa tôi một đoạn hay không? Thì lúc đó là chú này đồng ý. Xong rồi hai người đứng lên mới đi nha. Chú kể rằng đi lại một cái chỗ lạ dữ lắm, có nguyên một cái cây cầu rất là dài các bạn. Thì cô đó quay lại nói với chú rằng là thôi chú về đi, chú về đi, tôi qua cầu được, chú về đi, hy vọng rằng nếu mà có kiếp sau á là tôi sẽ có duyên gặp lại chú. Sau đó là cô này mới đi lên trên cầu, đi tới giữa cầu nha, thì chú mới la lên bảo trọng nhé cô. Lúc đó là tự nhiên cái người ở ngay chỗ chợ á, người ta kêu chú ê dậy mày, dậy mày. Xong cái chú mở mắt ra thì người ta hỏi mày chúc ai bảo trọng vậy, mày ngủ mà mày chúc ai bảo trọng vậy. Thì chú biết rằng nãy giờ mình nằm mơ một cái giấc mơ như vậy đó, chú biết các bạn. Lúc đó trời sáng thì lúc đó là chú mới về, chú về nhà chú lấy đồ xong rồi chú có xin phép với lại hai bác chủ nhà là cho xin lỗi, mới nãy Thuy quên mất một cái chi tiết rằng là tại sao là không cho cháu ở đó mà lại nhét cháu. Thì cô này có trả lời rằng là thôi, dầu rằng tôi đi rồi nhưng mà cái ngôi nhà đó có nhiều đau khổ cho nên nó là cũng không có tốt cho chú, thành ra là tôi muốn cho chú đi ra cái chỗ khác ở. Đó là cô này nói như vậy. Thì sau đó là chú Hòa mới quay lại căn nhà này để mà lấy đồ, đồng thời là cũng xin phép hai bác chủ nhà cho vô phòng thờ thắp nhang. Khi mà vô phòng thờ nhìn lên tấm hình thì ôi thôi đúng thiệt luôn các bạn, đúng là cái người đêm qua mà chú nằm ở ngoài chợ chú thấy là đúng thiệt là cái người đầu tiên, cái đêm đầu tiên khi mà chú vô cái ngôi nhà này chú ở là thấy cái cô này đứng ngoài cửa sổ. Nhưng mà lúc này tự nhiên chú không còn sợ hãi nữa. Thì đây là một câu chuyện mà sau này chú đã kể lại cho mọi người ở trong gia đình nghe. Mà hồi đó đó, cái lúc mà chú vẫn còn ở đây á, thì chú kể dạng giống như là vắn tắt á các bạn, nhưng mà bạn nghe hay lắm.
Cho nên đó là bạn có hỏi chú kỹ hơn thì chú nói rằng đó là chú có viết cái câu chuyện này vô trong nhật ký của chú, thì chú đã đưa cho bạn cái cuốn nhật ký này. Trong cuốn nhật ký này có viết từng chi tiết từng đêm luôn, nhưng mà do đã quá lâu rồi, bạn đã đọc quá lâu rồi, với lại chú là hiện tại đang sinh sống tại Bỉ, cho nên đó là bạn đã cố gắng nhớ lại từng chi tiết để mà gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Trời ơi, thiệt tình với các bạn á, là khi mà thi kể tập 1000 này á, là hôm nay thi biết đều lắm, là Thi biết rằng hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện dài, cho nên đó là Thi đã đọc trước rồi ha. Xong rồi á là 3 giờ là Thi đã vô, Thi tắm rửa, Thi trang điểm xong xuôi, ăn uống xong xuôi hết rồi, là lúc đó là 5 giờ, 4 giờ rưỡi 5 giờ đúng là Thi đã vô bàn để Thi ngồi. Mà thiệt tình với các bạn là không biết lý do gì sao, chắc là do chuyện nó dài, chi tiết nó nhiều, hay là do Thi đòi hỏi quá, Thi muốn nó hoàn hảo các bạn. Cho nên nó là Thi đã quay đi quay lại rất là nhiều lần. Mà các bạn tưởng tượng bây giờ cho Thi ngồi vô lúc 5 giờ, Thi nói lúc 5 giờ đi. Kể cả hôm nay ba của Thi á xuống thăm Thi, nhưng mà lúc đó là Thi đã vô rồi, Thi nghe cái tiếng của ba Thi ở dưới luôn á, nhưng mà Thi đã hả là kể rồi. Thành ra là ba Thi biết rằng Thi đang kể chuyện, cho nên ba Thi về luôn, là Thi không có gặp ba Thi luôn á. Là bây giờ các bạn biết á, 23:51, thì đó là các bạn thấy là lúc mà 10 giờ mấy Thi nói, mà nói hả tới 10 giờ mấy, gần 11 giờ đó là Thi mới kể lại được, là 5 giờ tới bây giờ các bạn. Thi không hiểu luôn á hả, là chắc là do Thi đòi hỏi cái sự hoàn hảo quá, cho nên đó là gây mệt cho mình. Cái này mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này thì xảy ra tại Đà Nẵng các bạn. Câu chuyện này là của một chị. Chị này là năm nay cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Chị kể lại cái câu chuyện do chính gia đình của chị đã trải qua, cách đây cũng đã 12-13 năm trước. Thì chị kể rằng là hồi cái lúc mà chị lấy chồng thì ba mẹ của chị là có cho chị với lại chồng của chị một ngôi nhà. Cái ngôi nhà nhỏ thôi, ngôi nhà đó là của ba mẹ chị đang ở. Rồi sau đó là ba mẹ chị mới dọn qua một cái căn nhà lớn hơn. Thì sau khi mà ở đây một thời gian cũng dài các bạn, có con nè, con trai của chị là cũng lớn. Chị thì làm việc tại một cái công ty mà cái môi trường của chị làm việc là rất là bận rộn. Chị phải đi công tác cũng rất là nhiều. Thì sau đó là chị cũng có tiền ha, hai vợ chồng cũng dành dụm được tiền. Thì cuối cùng là chị thấy có một ngôi nhà. Cái ngôi nhà này là cũng nằm gần với lại cái ngôi nhà của ba mẹ chị cho, gần lắm, cách nhau là khoảng chừng 100 mấy 200 mét thôi. Ngôi nhà này là rộng nha, có sân nha. Nhà gồm có một trệt, một cái lửng và một cái lầu đúc. Thì khi mà đến xem thì giá cả cũng phải chăng, cho nên đó là chị đã quyết định mua nhà này. Rồi xong rồi mới dọn đồ qua. Nhưng mà thiệt tình chị nói rằng đó là cái thời điểm mà dọn nhà qua đó, thì do là cái công việc của chị nó quá bận đi, thành ra là cái lúc mà dọn đó là chỉ có chồng và mẹ của chị dọn cho chị thôi. Thời điểm đó là chị đi công tác liên tục luôn các bạn, cho nên đó là cái lúc mà về á là lúc đó là chồng và mẹ của chị đã dọn xong xuôi hết trơn rồi. Cho nên đó là không có biết rằng mẹ của chị có cúng hay không. Và cái vấn đề đó là chị cũng không có hỏi mẹ chị, tại vì khi về thấy nhà rộng rãi thích rồi quên luôn. Thì sau khi mà gia đình chị dọn vô trong cái căn nhà này ở á, là một khoảng thời gian cũng khá là dài. Lúc đó là chị nói nha, thời điểm đó là chị 32 tuổi, chồng của chị là 33 tuổi, lớn chị 1 tuổi. Mà khi mà vô trong cái căn nhà này á, là tự nhiên nha, cái công việc của chị nó khó khăn, nó lạ lắm, là có những cái người, trong khi trước đây không có đâu, nhưng mà từ từ là những cái người ta chèn ép chị quá nhiều, chèn ép nhiều rồi. Chồng của chị cũng vậy các bạn, và kể cả đứa con trai của chị thời điểm đó là bé, nó cũng 9-10 tuổi, tự nhiên nó bệnh mà những cái căn bệnh của nó khiến cho chị phải đưa nó đi bệnh viện, rồi tốn tiền, tốn bạc rất là nhiều các bạn, và thuốc rồi đó là mua cũng rất là nhiều. Rồi cái cuộc sống nó
cứ mâu thuẫn, nó cứ khó khăn làm sao á, hai vợ chồng chị á là cứ gây lộn cãi lộn nhau hoài luôn. Rồi nhiều lần á là chồng chị cũng giận, rồi bắt đầu gom đồ bỏ về nhà của hả là bên chồng nhà chị. Xong rồi khoảng từng tuần 10 ngày sau á là lại ôm đồ trở về nhà. Nhưng mà cứ vậy hoài luôn, mà mặc dù trước đây là không hề có cái chuyện đó. Thì chị thấy rằng đó là sao mà kỳ cục vậy ta. Càng ngày cái cuộc sống của chị nó càng bế tắc, nó làm sao đó. Con cái thì bệnh hoài và lúc này chị cũng bệnh. Chị nói rằng chị bệnh xoang nha. Tự nhiên nó hành xoang, nó nhức đầu, nó nhức mũi, nó khó chịu vô cùng. Và đặc biệt rằng đó là chị tự nhiên bị bệnh phụ khoa. Là cái phần phụ ở dưới là nó ngứa ngáy mà. Gọi là nó ngứa ngáy kinh khủng, không thể nào mà diễn tả được. Là mặc dầu nha, con của chị nằm bệnh viện mà chị ở đây chị còn phải đi qua khoa sản để mà chị khám về cái bệnh phụ khoa của mình, là coi mình bị cái gì. Mà vô bác sĩ người ta cho thuốc hoài, người ta khám hoài mà không tìm ra bệnh, mà chị cứ liên tục ngứa ngáy kinh dị khó chịu dữ lắm. Cho nên đó là càng lúc nha, những cái dồn ép đó, rồi hả công việc khó khăn bị áp bức, rồi bị thuyên chuyển qua cái chỗ khác nữa. Cho nên nó là càng lúc khiến cho chị thấy rằng là sao kỳ vậy, sao tự nhiên khi mà mình vô cái nhà này là giống như là càng lúc cái chuyện gì đó với mình nó cũng khó khăn cả, sao kỳ vậy ta. Thì trong cái lúc hoang mang đó, là lúc đó là con chị xuất viện rồi. Thì hôm đó là chị có vô trong một cái siêu thị, chị đi với chồng chị. Khi mà vô là mua đồ xong xuôi rồi, có đi ngang qua một cái hàng mà bán đồ phong thủy các bạn, thì chị thấy có tượng Phật nè, rồi hình bông sen này nọ kia. Cho nên đó là chị có đứng lại, chị thấy đẹp. Cho nên đó là chị đứng, chị ngắm nghía, chị dòm. Thì trong cái lúc chị dòm thì cái anh mà nhân viên bán hàng ra, thì ảnh cũng là hoạt ngôn dữ lắm. Ảnh mới nói với chị rằng đó là chị ơi, chị mua đi, chị mua đi rồi em coi cho chị một quẻ. Thì khi mà nghe như vậy là chị hỏi thiệt không? Cái anh này nói rằng thiệt, chị chọn món đồ chị mua đi rồi em sẽ coi cho chị một quẻ miễn phí, em biết coi bói. Xong cái chị cũng chọn đồ chị mua, thì ảnh mới kêu chị xòe cái bàn tay chị ra. Thì cái lúc mà chị xòe cái bàn tay của chị ra đó, thì anh này mới nhìn vậy nè. Cái ảnh chau mày, ảnh nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại. Cái ảnh mới xin lỗi chị. Ảnh nói rằng là chị ơi cho em xin lỗi, tại vì là sao mà cái tay của chị em sao không biết, người khác thì em coi được mà sao tay của chị là em thấy nó lạ quá em không coi được. Nhưng mà em thấy rằng là trong cái phần chỉ tay của chị là trong cái phần ngôi da của chị là nó có một cái gì mà một cái hố đen nó kỳ lạ lắm. Em thấy rằng là cái hố đen nó kỳ lạ và nó sẽ khiến cho cái cuộc sống của chị, gia đình của chị là sẽ khó khăn hoài luôn. Nó sẽ giống như mà mình lọt vô trong một cái vòng xoáy vậy đó. Thì lúc đó là chị nghĩ rằng này chắc nói tầm bậy tầm bạ, nó tầm phào. Dạng giống như là nó muốn cho mình mua đồ của nó rồi nó nói vậy. Rồi nó coi không được cho nên nó nói vậy. Thì chị cũng cầm, chị đi về, chị cũng chả nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng mà khi mà sau này suy nghĩ lại thì chị thấy rằng cái người này nó đúng, là tại vì thiệt tình cái căn nhà của chị nó rất là lạ, là như thế này. Là dạng giống như thường mình mua cái nhà là sẽ nở hậu ra đúng không các bạn, mới tốt. Còn đằng này nhà của chị lại là tốt vô, cái phần hậu nó lại hẹp vô, nhưng mà nó hẹp ít thôi, nó không có hẹp nhiều đáng kể. Nhưng mà nếu mà nói về phong thủy thì vậy nó cũng không tốt lắm. Thì kể cả ở trong cái bản vẽ của cái ngôi nhà này cũng vậy, trong cái sổ của ngôi nhà này cũng vậy, là cái ngôi nhà phần trước rất là lớn, xong từ từ vô tuốt ở làm sao là nó hẹp lại. Và phía sau cùng của ngôi nhà này là một cái toilet, mà người chủ là người ta, các bạn tưởng tượng, thi có vẽ ra, thi diễn tả là người chủ cũ là người ta xây dựng cái toilet là giống như hết luôn phía sau luôn, các bạn tưởng tượng đi, là hết luôn phía sau luôn. Nhưng mà ngộ một cái rằng là người ta lại không có xây dựng hết từ đây qua đây, mà người ta lại chừa một cái chỗ mà y như hình chữ nhật vậy đó. Cái chỗ đó rỗng luôn các bạn. Ở phía sau tường nhà chị là cao lên vậy nè. Rồi ở phía này là cái toilet. Ở bên đây là một cái hộp hình chữ nhật và rỗng luôn. Rỗng luôn. Thì kể cả trong cái bản vẽ lúc mà chị nhìn vô, chị hỏi rằng là ủa sao cái chỗ này là nó lại dư ra, nó khoảng 1 mét
bề ngang vậy nè, bề ngang qua nó khoảng 1 mét, rồi bề sau vô thì nó khoảng là 70-80, thành ra hình chữ nhật đó. Thì chị còn hỏi cái người chủ nhà rằng đó là sao cái nhà này xây ngộ quá, tại sao lại chừa một cái hình chữ nhật kế bên cái toilet, tại sao không xây ra hết luôn. Thì người chủ nhà nói rằng đó, ôi tại vì hồi xưa giờ nó vậy rồi cho nên không có gì đâu. Thì lúc đó là chị cứ ừ thôi kệ, người ta nói sao mình nghe vậy. Thì sau đó ha, là chị mới về chị để ý, chị mới để ý nha. Thì chị mới leo, là tại vì các bạn tưởng tượng cái nhà này một trệt ở dưới, xong rồi cái lửng ở trên, rồi cái tầng ở trên á là cái người chủ cũ người ta đúc thẳng luôn, là người ta đúc ra ngoài luôn để mà làm cái toilet ở trên nữa. Nhưng mà nếu mà mình đứng ngay chỗ cái lửng, mình mở cái lửng, mở cái cửa sổ của cái lửng ra đó, là mình sẽ thấy ở cái nóc của cái toilet ở dưới là cái nóc nó bằng mái tôn, còn ở bên đây là nguyên một cái hộp hình chữ nhật vậy đó, ở trên không che gì hết, và mỗi lần mà mưa là nó cũng đổ xuống dưới luôn. Đó là nếu mà mình đứng ở trên tầng lửng là mình thấy như vậy, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì lúc đó là chị cũng chả suy nghĩ gì đâu, không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ừ lạ. Và sau này nghĩ lại, người thanh niên này cũng nói đúng. Thì sau đó nữa là con chị lại bệnh. Nó lại bệnh các bạn, nó bệnh mà vô bác sĩ làm khó khăn, nói nó bệnh khó khăn, thuốc thang đồ không có ổn, kiếm được tiền thuốc được tốn rất là nhiều. Rồi chị lại tiếp tục bị bệnh tiếp, cứ hành hoài nó rề rề vậy đó. Thì sau đó con của chị mới được về. Thì đêm hôm mà con của chị được về á, chồng của chị thì đi công tác các bạn. Chồng của chị đi công tác thì đêm đó là chị suy nghĩ, chị thấy sao mà cuộc sống của mình sao kỳ, con nằm bệnh nằm kế bên mình thì ngứa ngáy khó chịu, phần phụ ở dưới đau đầu nhức cổ khó chịu quá, cái giống như là bị quá trời áp lực á các bạn. Chị mới ngồi dậy, chị mới nói một câu như thế này, chị nói rằng là trời ơi sao mà trong nhà này có gì không mà sao tự nhiên từ khi mà con vô cái nhà này á là con cảm thấy nó khó khăn đối với con quá ông trời ơi, nó khó khăn đối với con, nhiều áp lực, nhiều cái sự mà không thể nào con chịu nổi hết trơn á, có cách nào cứu con giúp con không trời ơi, trắc trở quá đi. Thì sau khi mà chị nói ra cái tự nhiên chị cảm thấy nó thoải mái á các bạn, cho nên chị nằm xuống một hồi sau chị ngủ. Chị ngủ thì mấy ngày sau á là mẹ của chị á, tự nhiên rủ con đi coi bói với mẹ không. Tự nhiên tao thấy nghi nghi trong bụng, tao thấy cái cuộc đời, cái cuộc sống của mày sao giờ khó khăn quá, nghi quá, mày đi coi bói với mẹ đi. Chị mới đồng ý. Khi mà đi lại á, thì cái chỗ ông thầy này á, là cũng khoảng chừng 7-8 người đang ngồi đợi. Thì cũng coi cho mấy người đó trước, rồi mới tới mẹ chị, rồi tới chị. Thì vô á, là chị hỏi cái ông thầy này một cái câu hỏi duy nhất rằng á, là tại sao cuộc sống của con sao càng lúc nó càng tệ, nó càng bế tắc. Thì ông thầy này nói với chị rằng á, là trong cái ngôi da của con á, là đang có sát. Chị nghe xong cái chị hỏi, ủa là sao thầy? Thì thầy nói rằng là trong cái phần đất của con là có chôn xác người. Và xác người này đang nằm ở dưới nền nhà của con, cho nên đó là con sẽ không có làm ăn được, sẽ khiến cho gia đình của con gặp nhiều trắc trở. Con cái bệnh tật, con bệnh tật, hai vợ chồng gây cãi lộn nhau, sẽ có rất 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 là nhiều những cái sự trắc trở đến với con. Thì khi mà nghe thầy nói chị không biết làm sao luôn á, chị suy nghĩ trong bụng nó trời ơi, không lẽ vậy, không lẽ mình xui đến nỗi mà mình mua một cái ngôi nhà mà có xác ở dưới. Chị về chị dòm cái ngôi nhà của mình, chị không biết làm sao luôn, giờ nằm đâu ai biết làm sao trời đó. Thì sau đó là cứ như vậy ngày ngày qua ngày trôi qua, thiệt tình là chị không thấy nha, chị không hề thấy. Thì cái lúc đó đó, cái người đối diện cách nhà chị là 4 mét trong hẻm mà, thì cái người đối diện là hai bác đó đó là mới qua gặp chị, mới nói với chị rằng đó là bây giờ đó là hai bác bán nhà, con có mua không? Mà thời điểm đó thì tình nếu mà chị có tiền chị mua rồi, bán có 100-200 triệu à. Nếu mà bây giờ mà bán hả, cái ngôi nhà đó là cũng phải rớ vô là cũng phải vài tỷ đó. Chị nói rằng đó là chợ con đâu có tiền đâu mà mua. Thì hai bác này nói rằng đó là bây giờ đó là hai bác đó là bán nhà này, hai bác về ở với con hai bác. Mà hai bác này còn có một người mẹ già của bác trai nữa, là nằm liệt giường nha các bạn, là cũng trong nhà đó. Thì hai bác này nói rằng ngôi nhà con ở buồn quá. Cái chị mới hỏi sao vậy? Cái hai bác này nói rằng là tối nào cũng nghe trong nhà con có tiếng khóc,
thảm thiết thê lương dữ lắm. Thì khi mà chị nghe cái chị nói, ủa con đâu nghe tiếng khóc nào đâu, hai bác nói lạ vậy, thì hai bác này nói có, nghe lớn dữ lắm. Bên nhà của bác là nghe vọng qua rất là nhiều, rất là thê lương luôn, tối nào cũng nghe. Thì hai bác nói rằng là nếu chị mua thì mua, còn nếu không mua thì thôi, đừng có nói với hàng xóm, mất công hàng xóm cũng nó tới nó lui vậy đó. Thì hai bác này về. Thì sau đó là chị cứ nghĩ hoài cái vấn đề hai bác đó nói rằng là ủa tại sao hai bác này nói rằng là có tiếng khóc trong nhà mình, nhưng mà hai bác này lớn tuổi rồi không thể nào mà nói dối nói dốc được. Cho nên đó là chị suy nghĩ, cái chị mới nói với mẹ chị, mẹ nói mẹ, mẹ à, không ấy mình mời cái ông thầy bữa hổm đi. À, tự nhiên cái bác đối diện nhà con nói á, là bên nhà của con á, là vang ra cái tiếng khóc mà con không có nghe cái tiếng khóc đó. Thì mẹ của chị mới thu xếp bắt đầu mời cái ông thầy đó tới. Khi mà mời cái ông vô, ông vô xong cái ông đi từ trước ra sau nhà, tự nhiên ông ngừng lại ngay chỗ cái toilet. Thì các bạn tưởng tượng cái toilet bên đây, cái hộp chữ nhật đó nằm bên đây, ông ngừng ngay đây nè. Cái ông nhìn, ông nhìn vô cái ông nói rằng là chính xác cái ngôi nhà này á, là có xác nằm ở dưới rồi, có xương ở dưới rồi. Cái chị hết hồn hết. Cái ông nói rằng á, là cái người này á, là đã mất lâu lắm rồi, đã mất cách đây cũng khoảng là mấy chục năm trước, rất là nhiều năm trước rồi. Người này tên gì, tên gì, là con cái nhà ai. Mà bản thân chị ba mấy tuổi, mẹ chị cũng lớn tuổi, nhưng mà khi nói ra thiệt tình là không có biết, không có nhớ đâu. Tại vì cái chuyện đã xảy ra lâu, nhiều khi cả gần cả trăm năm trước, thì làm sao mình biết. Thì ông thầy bói này nói rằng á, là cái người mà mất đó đó là giúp việc. Hồi xưa là dạng như, giống như là làm con sen vậy đó, bị chủ đánh chết các bạn. Bị chủ đánh chết mà khi mà cái cô này mất á, là cổ đang mang thai nữa. Cho nên á, hả, là khi mà cổ chết á, thì người chủ sợ, thành ra là đã đào lên để mà chôn xác cổ sơ, cổ xuống và đào cuối ngôi nhà. Thì ngay cái chỗ đó là ngay cái ô vuông mà chữ nhật mà để trống đó đó. Trời ơi, chị nghe chị tá quả trơn, cái gì thấy ghê vậy trời. Cái ông thầy nói chính xác là như vậy, tôi thấy như vậy, tôi nghe nó nói là, ý là ông thầy nói là nghe cái vong nói là như vậy đó. Thì ông thầy nói với chị rằng là bây giờ á, về cái vấn đề có xác có xương là chắc chắn rồi đó. Là cái người đó là tên gì, con cái nhà ai, chết là do bị đánh, rồi bị chôn xác ngay đó, là có hả, là một bé gái luôn, là mang, đang mang thai một bé gái chết theo mẹ luôn. Nhưng mà về cái vấn đề mà để mà đào, chị phải kêu người đào để mà đem xương, đem hả, là hài cốt lên á, thì ông thầy không có làm được. Ông thầy nói rằng tôi phải nhờ cái người bạn của tôi cũng là thầy luôn, thì tôi nhờ cái người đó để cho chắc ăn hơn, là coi rằng á, là cái cô đó cổ nằm chỗ nào để mà mình đào đúng chỗ. Tại vì nếu mà mình không đào đúng chỗ mà mình đem lên không đủ á, thì người ta cũng sẽ không có siêu thoát được. Thì sau đó ha, là đêm đó chị hoang mang lắm, lo lắng dữ lắm. Chị mới hả là nói rằng chị vái á, chị nói hả là cô ơi, nếu mà thật sự, nếu mà cô đang nằm ở dưới cái sàn nhà của con á, thì cô cho cái công việc mà đào lên suôn sẻ, tìm được cô để cho cô được siêu thoát. Vậy đó ha, đêm đó chị vái, chị cũng nói với chồng chị. Thì qua cái ngày hôm sau, là các bạn biết, nó có một cái sự trùng hợp mà không biết là nó vô tình hay là nó cảm thấy cho mình ấm lòng đó, là chị nói rằng đó là ngay cái ngày hôm sau là cái ông thầy đó, chị kêu là ông thầy hai que. Là tại vì cái ông thầy này ổng đem hai cái khúc sắt, hai cái cây sắt nhỏ để mà tới. Thì ổng nói rằng là tôi đem hai cái sắt này ha, là tôi đọc chú xong rồi, nếu mà cái chỗ nào mà có cái phần xương ở dưới nền nhà là hai cái cây sắt này á, là nó sẽ chập vô nhau các bạn. Còn nếu mà không có là nó sẽ không chập vô nhau. Thì cái lúc mà tìm xác của, tìm cái hài cốt của người đó đó, là ở bên đối diện nhà, hồi nãy thì nói là nhà của hai bác đó đó, là mẹ của ông bác trai mất. Mẹ ông bác trai mất cho nên bên đó là cũng đang làm đám tang luôn. Đang làm đám tang bên đó, bên đây á, thì mình đang tìm hài cốt bên đây. Xong rồi á, là cái ông thầy này ổng mới leo, ổng mới mở cái phần cửa sổ ở trên cái tầng lửng á các bạn. Ổng mới leo ra ngoài ngay chỗ cái nóc nhà tắm. Rồi ổng mới hả là để hai cái cây xuống. Ổng để hai cái cây xuống xong cái ổng đập nhẫm nhẫm nhẫm. Tự nhiên hai cái cây này nó gặp vô nhau vậy nè.
mà ổng đưa xa ra nó cũng gạch vô nhau vậy đó. Thì ổng nói rằng rồi chính xác là ngay cái chỗ này luôn. Thì kêu mấy người sẵn rồi đó, thì bắt đầu là mấy người này tiến hành đào. Tiến hành đào lên, mà trước khi đào á, chị còn hỏi thầy ơi thầy có chắc hay không. Tại vì vấn đề mà đào nhà lên là một cái vấn đề khá là lớn các bạn ha. Thì thầy nói rằng phải phải chắc chứ, nếu mà thầy không chắc đâu có dám mà vô nhà người ta mà đào vậy. Nếu mà làm vậy hả là sẽ ảnh hưởng tới gia đình, tới con cái của thầy nữa. Cho nên nó là nhờ cái câu đó thì chị quyết tâm làm, chồng của chị quyết tâm làm luôn. Thì cuối cùng đào lên có thiệt các bạn, có thiệt. Thầy còn nói rằng là mấy cái ngón tay vướng ngay chỗ cái góc nhà tắm bên đây phải đào lên nữa. Bắt đầu phải đập đào lên để hốt lên. Thì trước đó là thầy đã dặn mua cái gì cúng làm lễ gì đó, là cúng thổ thần đất đai cho đào lên á. Rồi là mua một cái quách nhỏ, xong rồi là đem lên ha, bỏ vô trong cái quách đó, đem lên bỏ vô trong cái quách đó. Thì vô tình ở bên kia đám ma đó, là bên đó là tiếng thầy, thầy cúng, thầy tụng đó các bạn, là cũng đang đọc cầu siêu bên đó. Thì chị cảm nhận rằng giống như là, giống như là bên đây mình, người ta đang làm đám ma bên kia, mà bên đây hả là nghe qua, tại vì nhà hai bên rất là gần, giống như là cũng làm đám ma cho bên này vậy đó. Nó may mắn vậy đó, giống như là được nghe kinh cho cái người đó được siêu thoát đó. Thì sau đó là ông thầy mới hướng dẫn rằng đó là gom hết xong xuôi vô trong cái quách đó, đóng quách nó lại. Thì ông thầy hướng dẫn là chồng chị kêu xe ba gác á, rồi hốt xúc cái phần đất này đem ra ngoài nghĩa địa để mà chôn cái quách này, xong rồi đổ cái phần đất đó ngoài nghĩa địa luôn, xong rồi mình mua cát mới mình làm lại các bạn. Thì sau đó là cũng đưa ra ngoài đó ha. Thì khi mà xong xuôi hết trơn rồi, đó là một cái nghĩa địa xa, rất là nhiều mộ mã ngoài đó, cũng chôn ngoài đó, rồi đổ cái đống cát ngoài đó. Về phần bên đây thì chồng của chị, chủ hả là chỉ đạo người khác đó là lắp lại, rồi bắt đầu là xây lại đàng hoàng các bạn. Thì sau đó là xong xuôi hết rồi, thầy thì ổng không có nhận tiền, ổng chỉ hả là nhận cái phần mà ổng mua giùm cái gì đó, thì ổng nhận cái phần đó thôi. Thì chị kể rằng là xong xuôi hết rồi, thì đêm hôm đó đó là tự nhiên chị nằm mơ. Trong cái giấc mơ là chị thấy là mình ở một cái chỗ rất là lạ, lạ dữ lắm. Cái chị mới, chị thấy lạ quá, chị mới đi 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 vậy đó. Đang đi cái tự nhiên chị thấy có hai người, là hai mẹ con. Người mẹ thì rất là ốm, ốm dữ lắm, ốm mà cái kiểu giống như da bọc xương, mặt mày sơ xác, mắt sâu hút luôn, mà nhìn cái gương mặt đau khổ dữ lắm kìa. Còn đứa con nhỏ là con gái, tầm hả là nhỏ xíu à, nhưng mà đứa con gái lại tròn trịa, mập mạp, xinh gái đẹp dữ lắm. Thì cái lúc mà chị đi ngang qua họ đó, cái chị mới nhìn, thì cái người mẹ đó nhìn chị mà nhìn với một cái ánh mắt lo lắng lạ kỳ lắm. Còn riêng cái đứa nhỏ thì nó lại cười với chị. Cái lúc mà chị đi ngang cái nó cười toe cười tét, giống như nó hạnh phúc vậy lắm. Thì khi mà chị nhìn cái chuyện đi qua, thì cái cô này tự nhiên cổ đẩy cái đứa nhỏ một cái. Khi mà đẩy cái là nó té lại chị, cái chị mới đỡ nó lên. Chị đỡ nó lên xong cái hả, cái người đó cứ đứng lo lắng cái chị. Tự nhiên chị chợt chị hiểu rằng không lẽ là cái người đó nhờ mình nuôi giùm đứa nhỏ hả ta? Nhờ mình nuôi giùm đứa nhỏ hả trời? Cái xong cái chị thấy đứa nhỏ dễ thương quá, chị thì có thằng trai. Cho nên đó là chị nói cô yên tâm đi, tôi sẽ nuôi tốt đứa nhỏ vậy đó. Nhưng mà chị không có nói ra miệng được, mà chị chỉ nghĩ ở trong đầu được thôi. Thì khi mà chị nghĩ trong đầu được là chị cảm giác như là cái gương mặt của người mẹ đó giãn giãn ra đựng chút, giống như yên tâm đựng chút vậy đó. Thì lúc đó là chị giật mình thức dậy. Sau khi giật mình thức dậy ha, thì sau khi cái chuyện đó xong á là chị có cảm giác giống như là gia đình của mình nó là mở ra một cái trang mới bừng sáng hơn, tốt đẹp hơn, là con của chị hết bệnh luôn, không có cần phải chữa bệnh gì nữa. Bây giờ lớn rồi, bây giờ là sắp lên học đại học, lên sắp lên cấp 3 lên đại học gì rồi. Còn chị là tự nhiên hết bệnh luôn các bạn, không có còn bị là ngứa ngáy phần phụ nữa. Và hả là đầu cũng không còn nhức, gia đình thì rất là hạnh phúc. Hả, làm ăn rất là đặng được, làm ăn kiếm rất là nhiều tiền. Tự nhiên sau đó là như vậy đó các bạn. Rồi hai vợ chồng chị là cũng hòa thuận lại với nhau. Thì sau vài tháng là chị mang thai.
Khi mà chị mang thai á, tới khi mà siêu âm được á, là chị đi siêu âm, bác sĩ nói là con gái, tự nhiên chị tin rằng á, đó là con của cái cô đó, chắc là cái cô đó đã giao đứa con này lại để mà làm con chị các bạn. Thì cứ mỗi một năm vào cái ngày mà chị đào cốt lên á, là chị lấy cái điểm đó là để làm đám giỗ. Cho nên là cứ mỗi một năm ngay cái ngày đó là hai vợ chồng chị sẽ mua bánh kẹo, trái cây, rồi giấy tiền vàng bạc, đi lên trên ngay cái chỗ mà hồi đó chôn cái quách đó, là lên trên đó cúng, cúng xong rồi khấn vái. Thì sau khi mà con chị sanh ra ha, là bé rất là ngoan luôn, nó xinh xắn vô cùng và nó rất là khỏe mạnh, mà giống như là nó biết rằng hả, là nó thương chị làm sao, mọi việc nó đều tự lập. Hiện tại bây giờ nó đã 12, 13 tuổi rồi các bạn. Thì hả, là tới tận bây giờ nó rất là ngoan luôn. Nhưng mà tới tận bây giờ thì cái phần mà, cái chỗ mà cái nghĩa địa hồi xưa chị kể đó, là sau đó vài năm ha, thì chị nghe mấy cái đứa chăn trâu, mấy cái đứa nhỏ, nhỏ nhỏ gần đó, nó nói rằng là cái chỗ nghĩa địa này á, là bây giờ sẽ sắp quy hoạch đi, phải dời đi. Tại vì nhà nước đó là người ta chuẩn bị, người ta xây resort hay là khu du lịch hay là khách sạn gì đó. Thì chị nghe là nghe như vậy. Xong rồi qua cái năm sau lên thì thiệt tình là không còn ngôi mộ nào chỗ đó. Những cái ngôi mã hoang là cũng bị dời đi hết trơn luôn, trống lóc luôn các bạn. Thì chị biết rồi. Thì lúc đó là chị cũng hả, là đặt đồ xuống. Rồi hai vợ chồng chị khấn vái rằng đó là mấy năm nay cũng đã cúng kiến rồi, thì thôi bây giờ á, là người ta đưa mộ chị đi đâu thì đưa mộ cái người đó đi đâu thì hai vợ chồng chị không biết. Cho nên đó là coi như là bây giờ là mình hết duyên. Thành ra là hai vợ chồng chị cầu mong cho cái cô đó được siêu thoát các bạn. Thì từ đó là chị cũng không có lên cái chỗ đó nữa. Nhưng mà từ đó về sau thì cuộc sống của gia đình chị rất là tốt đẹp. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á thì chị đặt cái tên là Giúp Vong Được Con. Cho nên nó là Thi cũng sẽ đặt tên câu chuyện này á, là Giúp Vong Được Con luôn. Để cho chị nhìn thấy thì chị biết là chuyện của chị các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là do một bạn nam quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, là kể về người anh rể của bạn. Anh rể này á, là chồng của chị hai, là chị ruột của bạn luôn. Thì quê của anh rể bạn á, là ở Gò Công Tây các bạn. Nhà của bạn á, thì ở khu vực á, là chợ gạo nha. Thì bạn kể rằng anh rể của bạn á, là tài xế, mà tướng tá của anh rất là bự, rất là đô con, anh cũng khoảng tầm là 100kg vậy đó. Mà anh này á, là tài xế đường dài, cho nên á, là cứ hả, một tháng là vài ngày á, là anh mới về nhà, cứ vài ngày một tuần là anh mới về nhà một lần, về một hai ngày cái anh lại đi tiếp. Thì nói chung á, là cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó là được nghỉ lễ 2 tháng 9. Cho nên nó là 1 tây tháng 9 ảnh về. Thì khi mà ảnh về á, là ảnh có đi nhậu với lại mấy người bạn của ảnh. Thì sau khi mà đi nhậu xong ảnh về ảnh xỉn cái ảnh cũng leo lên nằm ngủ. Cái lúc mà ngủ cũng khoảng 5-6 tiếng sau rồi á, thì ảnh mới dậy. Khi mà ảnh dậy á, thì chị hai thấy là ảnh dậy rồi. Cho nên nó là chị hai của bạn mới kêu rằng á, là anh dậy rồi hả? Thôi anh ra làm sao, anh tắm rửa đi, rồi ăn cơm, em nấu cơm sẵn hết rồi. Thì lúc đó là anh rể của bạn á, cứ ngồi đó hoài. Cứ ngồi đó hoài, không trả lời, không trả vốn gì cả. Thì chị hai kêu 2-3 lần luôn. Nhưng mà anh này cứ ngồi hoài, cứ ngồi bần thần bần thần. Cái để ý là tự nhiên con mắt của ảnh á, là nó đỏ lòm lên các bạn. Mặt mày đỏ lòm lên. Cái chị lại vô phòng, chị kêu rằng á là anh, vô đi ra hả, đi vô tắm đi. Rồi rang cơm nè, có cơm sẵn nè. Cái lúc đó tự nhiên anh trả lời mà trả lời lạ lắm. Nói vậy nè. Thôi, không tắm đâu. Nói vậy đó, nói như là một đứa con nít vậy đó. Cái chị của bạn nghe vậy, cái chị nó, ủa gì vậy? Sao không trả lời gì lạ vậy trời? Sao mà trả lời giống như là con nít mà nhõng nhẽo vậy? Cái lúc đó chị của bạn cứ nghĩ rằng đó là, ôi chắc là do ổng mới nãy ổng xỉn quá. Ổng nhậu xỉn quá cho nên giờ ổng vẫn còn rượu. Ổng còn hơi men trong người đó, thành ra là ổng càng nhõng nhẽo vậy. Thôi không tắm đâu. Đó cái hả, chị nói thôi đi vô tắm đi rồi rang cơm. Xong cái chị mới ra. Chị ra thì ngồi sao vô
Ông đi đâu? Đi ra ngoài lộ. Rồi các bạn từ nhà của anh chị mà đi ra ngoài lộ. Nhà anh chị thì trong đồng, mà nếu mà đi ra ngoài lộ là tầm khoảng chừng 7-8 phút vậy đó. Thì lúc đầu là ổng ra ngoài lộ chị không hay. Cái lúc mà chị vô chị kiếm ổng á, thì thấy ổng đã mất tiêu rồi. Cho nên đó là chị kiếm quá trời luôn. Cái chị mới suy nghĩ, chị nói ủa cái ông này nay kỳ dữ vậy ta. Thí dụ như nếu mà ổng xỉn thì ổng cũng đã ngủ vài tiếng đồng hồ rồi, thì ổng cũng phải tỉnh chứ. Ủa mà sao nay ổng kỳ, mặt mày ổng cũng kỳ, mắt ổng đỏ quét, mặt ổng đỏ quét à. Cho nên chị mới nghi là tại vì là bên nhà của bạn cũng có là mấy cô bác hay nhập vô xác của bà ngoại của bạn á, thành ra là chị hai của bạn mới nghi rằng là anh rể của bạn á là đã bị vong nhập rồi. Cho nên đó là chị hai của bạn mới lật đật đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm á, là đi ra ngoài lộ thấy anh rể của bạn đang ngồi uống cà phê. Thì lúc đó là chị hai mới kêu trời ơi, sao tự nhiên ra đây ngồi uống cà phê vậy, trong khi chưa ăn uống gì hết mà ra đây ngồi uống cà phê là giống như bị sốt ruột vậy lắm. Thôi đi vô, đi về nhà. Thì anh rể của bạn cũng đứng dậy, cũng đi theo chị hai về. Nhưng khi mà anh rể về tới nhà đó, vô ngay chỗ bàn thờ, tự nhiên quỳ xuống cái xá, xá quá trời luôn. Cái ông xá, ông xá, ông xá, cái ông khóc, ông khóc hú 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 lên như nít vậy đó, khóc khóc như nít vậy đó. Thì lúc này là chị hai nè, rồi hai đứa con của anh chị với lại là mẹ chồng của chị nhìn thấy cảnh tượng đó là biết rồi, là biết rằng là anh rể bị vong nhập rồi đó. Tự nhiên sao vô xá quá trời, xong cái khóc. Cái lúc đó mẹ chồng của chị nói sao vậy con, sao khóc vậy, mà anh rể không nói gì hết, không nói gì hết. Xong cái hả là mẹ chồng mới kêu rằng là thôi bây giờ là con vô phòng con ngủ đi, không ăn cơm, thôi 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 vô phòng ngủ đi. Cái cũng nghe lời, cái đi vô phòng ngủ, cũng nằm xuống ngồi sao ngủ luôn, ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau á. Thì chị hai cứ nghĩ rằng là ổng ngủ ngon rồi, cho nên nó là chắc là hôm sau nữa đâu. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau nha, là chị hai của bạn trong cái lúc mà làm công chuyện, tới khi mà vô phòng thì thấy anh rể của bạn đâu mất tiêu nữa. Cái lật đật chị hai kêu mẹ chồng của chị hai nói trời ơi má ơi má, ổng đi đâu nữa rồi, ổng đi đâu nữa rồi, để con đi kiếm ổng cái, đi kiếm ổng cái. Cái chị hai mới chạy đi kiếm. Thì khi mà đi ra ngoài quán cà phê á, là thấy đang ngồi ở ngoài đó đang uống cà phê nữa. Thì chị hai nói đi về, trời ơi sao mà không từng qua tới giờ á, là nhậu xong không ăn uống gì hết trơn á, mà hả hôm qua uống cà phê rồi sáng này cũng uống cà phê, nó đi về, đi về. Lúc này ha là kéo về thì ổng cũng về nha, nhưng cái lúc ổng về á là ổng lại tiếp tục á, là kỳ cục tiếp, là biết là vong theo rồi. Cho nên nó là mẹ chồng của chị hai của bạn ha mới nhớ lại rằng cái người hàng xóm á là hồi cách đây mấy năm trước là cũng có người bị vong theo, mà có dẫn tới một cái ông thầy đó ông hay dữ lắm. Thì mới chạy qua nhà người hàng xóm đó mới hỏi rằng là nhà của ông thầy đó đâu, nhờ rằng chở anh rể của bạn đi giùm. Thì cái ông thầy này cũng không phải là dạng thầy bói thầy pháp gì hồi nào giờ đâu. Cái ông này á là ổng là hồi xưa ổng làm trong viện kiểm sát các bạn, nhưng mà sau đó thì ổng về hưu. Ổng về hưu cái tự nhiên ổng có căn, ổng có căn cái ổng có thể nhìn thấy vong, hay là có thể là giúp đỡ cho là những cái vong linh đi tu, đi theo ổng tu, hoặc là có thể là ổng sẽ hướng dẫn những vong linh đó vô chùa tu được. Đó, thật ra là không phải thầy pháp nha, mà hồi xưa là làm trong viện kiểm sát nha. Thì lúc đó đó là mới kêu người chở anh rể của bạn đi. Thì khi mà chở anh rể của bạn đi ha, vô cái hả là ông thầy này đó, ổng thắp nhang. Ổng thắp nhang xong cái tự nhiên á là anh rể của bạn khóc quá trời luôn. Anh rể khóc quá trời luôn. Thì ổng mới hỏi rằng á là con là ai mà sao vô xác này vậy. Cái lúc đó hả là anh rể khóc, xong cái anh rể nói hả con á, con là anh tư của nó, con là anh tư của nó, cho nên hả con nào giờ là con không có nhập vô ai được, con chết lâu lắm rồi, con chết lâu lắm rồi, mà hôm nay một tí là anh rể bạn đó một tí hả nó yếu trong người, thành ra là con mới vô nó được. Cái khóc lên, khóc lên cái hả quay lại nói với lại hả là mẹ, nói mẹ ơi mẹ, con nhớ mẹ dữ lắm mẹ ơi, con nhớ mẹ dữ lắm, con nhớ mẹ, con nhớ hả là hai chị, anh rể của bạn là Út, còn hả là có thêm chị hai chị ba rồi tới anh tư. Cái anh tư đó là mất, là đang nhập vô xác anh rể đó, anh rể là Út, tên là Tý. Thì nói hả là con nhớ mẹ, con nhớ hai chị, nhớ ba dữ lắm,
mẹ ơi mẹ ơi, hai chị đâu rồi? Thì lúc đó là chị hai của bạn mới lật đật, mới lấy điện thoại, mới gọi điện cho chị hai chị ba cũng gần đó luôn, lấy chồng á, nhưng mà ở khu gần khu vực đó luôn. Thì chạy hả là vô, khi mà nghe xong là hai người chị đó chạy vô, bắt đầu ôm hai người chị khóc quá trời luôn các bạn. Thì sau đó là thầy mới hỏi rằng á là con mất lâu rồi, nhưng mà sao thôi bây giờ á là nếu mà con đã lang thang lâu rồi đó, thì thôi bây giờ con nghe lời thầy, con đừng có nhập vô em con nữa. Con nhập vô em con á là không có tốt đâu. Thầy chỉ cho con á là lên chùa tu nghe. Thì người này không chịu các bạn, người này nói thôi 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 con không có đi tu đâu, con không lên chùa con tu đâu, con chết. Nhưng mà từ nào tới giờ á là con ở trong nhà đó, chứ con hả là con đi theo em con nè, con thương nó dữ lắm nè, con thương thằng Tý lắm. Thằng này hả, nó làm tài xế, nhiều lần người ta định bắt nó, nhưng mà có con á, con bảo vệ con hả, che chở cho em con. Là thiệt tình là anh rể của bạn có nhiều lần đang chạy xe tự nhiên giống như là bị bẻ cái bánh lái á các bạn, đụng vô con lươn hoài luôn, nhiều khi cán lên con lươn luôn. Nhưng mà may mắn là anh rể của bạn không sao cả. Còn có nhiều khi á, tự nhiên đang ngủ ở trong cái cabin xe đó, nghe tiếng đập cửa kêu Tí ơi Tí, Tí nhảy đi, Tí nhảy đi. Tự nhiên đang ngủ cái lật đật hả là ấy cửa sổ không, bắt đầu nhảy ra, mà trên cabin xe hả, nhảy xuống nó cao vậy. Nhưng mà hên là anh rể của bạn được anh Tư này đỡ, thành ra anh rể của bạn không có sao cả. Thì anh Tư mới nói rằng là thôi con theo, con bảo vệ cho nó. Bị nhiều người xém nữa, bắt nó xém chết mấy lần rồi, cho nên đó là con theo con bảo vệ thôi, con không có đi đâu đâu, con theo bảo vệ cho em con hà, con không có đi tu đâu, con không chịu đâu. Đó thì lúc đó ha là thầy mới khuyên, thầy nói thôi bây giờ con nghe lời thầy đi, con hả làm vậy con lang thang hoài, con không có được siêu thoát á, thôi con nghe lời thầy, với lại con nhập vô em con vậy không có tốt cho em con đâu, nếu mà con thương em con á là con đừng có nhập vô em con như vậy. Thì Vong mới nói rằng là con đi theo mà nào giờ là con không có nói chuyện được với mấy người trong nhà được á, không có ai biết rằng con đang hiện diện hết trơn á. Nhưng mà thằng Tí nè là do dạo này nó yếu trong người, hôm qua nó xỉn cho nên đó là con mới vô nó được. Cái say lại nói với lại hả mẹ chồng của chị hai bạn, nói mẹ ơi mẹ, mẹ ơi con hả, đồ của con á chật rồi, quần áo của con chật rồi, mẹ ơi mẹ đốt cho con hai bộ đồ đi, mẹ đốt cho con hai bộ đồ đi. Xong cái mẹ chồng của bạn mới kêu chị hai bạn chạy ra chợ mua mấy bộ đồ, với lại mua bánh kẹo rồi mua như hả là giấy tiền rồi đó các bạn. Thì hả là thầy lại khuyên, thầy nói thôi bây giờ con nghe lời thầy. Thì cuối cùng nghe nhưng mà không có chịu lên chùa, mà là đòi theo thầy để mà hả là đi theo thầy để tu, chứ không chịu lên chùa tu. Tại vì nếu mà lên chùa là sẽ ở trên đó không có về được hả, ở đây tu với thầy thì nhiều khi về thăm gia đình được đó. Thì bắt đầu á là thầy nghe đồng ý, thầy mừng lắm, thầy nói bây giờ á là con xuất ra đi, rồi thầy chuẩn bị lễ xong rồi á lặng hồi con thầy sẽ làm lễ để con đưa con hả là theo thầy vậy đó ha. Thì lúc đó xuất ra, khi xuất ra chồng bạn té ra xong chồng bạn tỉnh vẫn nhớ gì hết trơn, không biết gì hết trơn luôn. Thì sau đó là thầy mới dặn múa gì để làm lễ ha. Thì đưa cho chị ba của chồng bạn á, là đưa cho chị ba của chồng chị hai bạn á, là chạy đi mua. Sau khi mà mua xong xuôi hết rồi thì thầy tiến hành làm lễ. Lúc đó là lại nhập vô anh rể của bạn tiếp. Và khi mà nhập vô anh rể của bạn tiếp, làm lễ một hồi xong cái khóc cho đã rồi cuối cùng mới đi. Thì khi mà đi rồi thì anh rể của bạn lại xỉu tiếp, và khi tỉnh là không biết gì hết, nhưng mà rất là mệt các bạn, mệt dữ lắm. Cho nên đó là khi mà đưa về nhà rồi, thầy thì không lấy tiền gì hết trơn á nha. Thì khi mà đưa về nhà rồi á, là chồng của bạn cứ hả là ngồi đó, không nói gì hết. Xong cái hả mẹ chồng của chị hai bạn mới kêu thôi con đi ngủ đi. Thì khi mà đi ngủ vậy đó, bắt đầu hả là đêm đó chị hai thấy anh rể của bạn cứ vậy á, chị hai cũng hả là thôi anh ngủ đi, anh ngủ đi cho khỏe vậy ha, có là ngủ cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy, nhưng mà ảnh cũng không được bình thường, ảnh cứ làm sao sao đâu á, ảnh cứ kỳ lắm. Cái hả lúc mà ảnh sao vậy, cái chị hai của bạn mới
mở cái chú đại bi lên đó các bạn, mở chú đại bi lên để cho nghe. Nhưng mà khi nghe tự nhiên nằm xuống vậy, để hai tay lên bụng vậy nè, nhắm nghiền mắt hả, cứ ngắt luôn. Cái chị hai bạn sợ quá mới lại dạch mắt lên vậy mà thấy mắt mờ nhắm vậy đó. Cái chị hai bạn mới lật đật mới tắt chú đại bi đi. Thì khi mà tắt đi thì anh hai của bạn lại ngồi bật dậy mà thái độ kỳ dữ lắm. Thành ra là chị hai mới chạy ra mới nói với lại mẹ chồng của chị, nói mẹ ơi, má ơi, làm như hả vong anh Tư chưa có đi hay sao má ơi, sao tự nhiên Tí kỳ lắm, má vô má coi coi. Thì vô á là thấy anh Tí đang ngồi mặt thẫn thờ kỳ cục lắm các bạn, thẫn thờ như là người mất hồn vậy đó. Thì lúc đó lo quá cho nên á là chị hai của bạn á mới lấy điện thoại gọi về cho bà ngoại, y xin lỗi là do lấy gọi về cho mẹ của bạn. Thì khi mà gọi về cho mẹ của bạn á thì mẹ của bạn là thứ năm, thì mẹ của bạn nói rằng á là để tao chạy ra tao nói với lại dì Tư. Dì Tư của bạn là cũng là dạng người có căn, để thi kể sơ qua về dì Tư này trước. Dì Tư này á là trước đây cũng bình thường các bạn, nói chung á là dì nấu đám á các bạn, rồi cũng buôn bán thì cũng bình thường. Hai vợ chồng á là chồng của dì Tư thì làm vườn, mà hai vợ chồng nói chung là cuộc sống bình thường, cũng không có giàu có gì lắm. Nhưng mà do là dì Tư hay bệnh cho nên á là cũng hay mắc nợ vậy đó. Thì tự nhiên cái lần đó lúc mà dì Tư bốn mấy năm mấy tuổi á là dì Tư bệnh nặng quá trời luôn. Khi mà bệnh như vậy á là coi như uống thuốc cỡ nào cũng không hết, lạ như vậy đó. Thì có một hôm là có một người bạn của dì Tư mới tới chơi, thì người bạn của dì Tư mới rủ dì Tư á là mày đi chùa không. Thì bắt đầu á là dì Tư đi, khi mà dì Tư đi vô trong chùa dì Tư lại Phật á, tự nhiên dì Tư lại khỏe, tự nhiên lại khỏe các bạn, thấy rất là lạ như vậy. Cái dì Tư về cái dì Tư ăn mặn cái tự nhiên lại bệnh lại, mà ngộ một cái rằng khi mà dì Tư ăn chay vô chùa á thì lại khỏe lại. Cho nên đó là từ đó về sau là dì Tư là không có còn ăn mặn nữa mà ăn chay luôn. Thì từ khi ăn chay luôn là dì Tư khỏe mạnh luôn các bạn. Xong rồi cái dì Tư nấu đám mà nấu dạng đám chay á, những cái tiệc mà tiệc chay á là dì Tư nhận nấu làm quá trời tiền luôn, trả hết nợ rồi là gia đình khá lên. Nhưng mà cũng từ đó đó là dì Tư có khả năng thấy vong. Có một lần đó là dì Tư đang đi ngoài đường, cái tự nhiên xuất hiện một người đàn ông, mà cái ông này á là gặp dì Tư mới nói dì Tư rằng chị ơi chị giúp đỡ tôi một lần. Cái dì Tư nhìn cái ông này, mà ông này nha, quần áo ổng te tua, rất te tua các bạn, mà mặt mày tay chân ổng máu me không à. Cái dì Tư thấy vậy nó trời sao anh ơi, anh bị cái gì, anh bị xe đụng hả, làm cái gì mà mặt mày tay chân anh máu không vậy. Thì cái ông này mới nói rằng chị ơi chị giúp tôi đi, tôi bị tai nạn xe, tôi chết mà tôi vất vơ vất vưởng ngoài đường, tôi không về nhà được, cho nên chị giúp tôi đi. Thì lúc đó là dì Tư mới biết rằng là mình đang nói chuyện với vong, không phải là người. Trời, dì Tư cũng sợ lắm, nhưng mà thấy cái ông này cũng tội nghiệp, ông cũng không phải là nhát gì, nhưng mà ông nói rằng là chị ơi chị giúp tôi đi, giờ tôi chết ngay chỗ đó tôi không về được, chị làm ơn chị lại nhà tôi số đó đường nào đó, chị lại chị nói với người nhà tôi là mời thầy rước vong tôi về giùm, chị ơi giúp tôi nha. Thì dì Tư thấy vậy, trong cái lúc mà dì Tư nói chuyện, người ta đi qua đi lại giờ dì Tư đang đứng nói chuyện mình, người ta tưởng dì Tư khùng không à. Thì lúc đó là dì Tư hả là mới thử đi lại cái số nhà, cái địa chỉ đó là gặp người nhà, thì nói là có cái ông đó chết tên gì vậy đó ha. Thì người nhà nó đúng rồi, ông chết mấy năm rồi, mà ông chết đó là hồi đó ông bị xe đụng ông chết. Thì dì Tư mới kể lại rằng là tôi gặp ổng mà mình mẩy của ổng quần áo rách rưới, mặt mày tay chân máu me không à. Ổng nói với tôi rằng là làm ơn là nói với người nhà mời thầy đến để rước vong ổng về, chứ ổng không có về được. Thì lúc đó là người nhà nửa tin nửa ngờ, nhưng mà dì Tư nói y pon, cho nên là người nhà đã mời thầy để mà rước vong cái ông đó về. Thì sau đó là người nhà cũng có bồi dưỡng cho dì Tư, nhưng mà dì Tư không có lấy tiền của người ta, không có lấy tiền. Một lần khác nữa, tự nhiên đang hả là đi ngoài đường vậy đó, tự nhiên dì Tư lại gặp một cái ông khác. Mà cái ông này á là ổng nói dì Tư, chị ơi chị giúp tôi quê tôi ở Phan Thiết á, ổng nói vậy đó. Mà trong khi dì Tư là ở chợ gạo Tiền Giang, mà ông này á ổng nói rằng quê của ổng ở Phan Thiết, mà ổng bệnh ổng chết ở bên Mỹ, mà bây giờ á tôi về nhà không được, tôi về nhà không được hả,
Tôi biết nhà tôi đó nhưng mà tôi về không được. Chị ơi, chị làm ơn chị giúp tôi đi. Nghe hả, mấy vong khác nói rằng là chị giúp được vậy đó. Chị giúp tôi đi, chị giúp tôi đi. Hả, là số nhà tôi ở đây nè. Chị nói với lại hả là người nhà tôi á là mướn thầy rước vong tôi về giùm. Chứ tôi giờ tôi không vô nhà được vậy đó. Lúc đó là chị Tư, trời ơi. Trong khi chị Tư thì ở chợ gạo Tiền Giang, nhà ông đó tuốt ngoài Phan Thiết. Nhưng mà thấy ông đó tội quá, thành ra là dì Tư cũng đi xe từ chợ gạo Tiền Giang ra ngoài Phan Thiết để mà gặp. Mà cái ông đó đi nha, nhưng mà ông không có vô nhà được thôi các bạn. Thì lúc đó là nói người ta, cái hả, người ban đầu người ta không tin đâu. Nhưng mà sau đó hả là nói cái tên, rồi nói là ông chết bên Mỹ vậy đó, ông gặp vậy đó, thì người ta tin. Người ta tin thì cũng mời thầy á, là cúng thì ông đó vô nhà được. Thì dì Tư nói là ông vô nhà được rồi. Người ta cũng bồi dưỡng tiền nhưng mà dì Tư không lấy. Dì Tư chỉ lấy cái tiền xe mà mạng đi với mạng về mà thôi, chứ không có lấy tiền công gì cả. Tiền ăn tiền uống là không có lấy gì hết các bạn. Thì đó, đó là chuyện về dì Tư của bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn á mới nói với lại chị hai. Giờ quay lại chuyện anh rể của bạn ha. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nói với lại chị hai của bạn rằng á, là bây giờ để hả, mẹ chạy qua nhà của dì Tư mày. Mẹ bạn thứ năm thì chạy qua nhà dì Tư coi thử coi sao. Thì khi mà chạy qua một hồi sau á, là dì Tư mới gọi điện thoại lại cho chị của bạn. Thì dì Tư mới nói rằng á, là Hằng hả, tao nghe nói một tí nó bị vong vô hả. Thì chị của bạn mới nói dạ, hôm qua là có vong của anh Tư, của ảnh vô. Ảnh mà hôm qua là gửi thầy rồi, nói là đi theo thầy rồi, mà sao hôm nay vẫn vậy nữa à. Con nghi rằng á, là cái vong đó chưa có đi. Thì lúc đó là dì Tư mới kêu chị Hằng á, là kêu mày đưa điện thoại cho má chồng mày, tao nói chuyện với má chồng mày cái. Thì bắt đầu mới đưa qua. Đưa qua thì cái người mẹ chồng của chị Hằng mới nghe ha. Thì dì Tư mới nói rằng á, là tôi hỏi thiệt chị nha. Tôi hỏi thiệt chị nha, có phải là chị từng bỏ hai cái thai không? Thì lúc đó là mẹ chồng của chị Hằng này á là nó kỳ vậy. Bắt đầu nó là có mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi cũng không biết là trai hay gái nữa. Mà thiệt tình là tôi có bỏ thai hồi xưa là nghèo quá, cho nên tôi bỏ. Mà sao chị biết hay vậy? Thì dì Tư của bạn mới nói rằng đó là hai cái vong đó đó là hai đứa con trai. Mà hiện tại bây giờ nó đang hả là theo một tí. Nó đang theo một tí. Còn cái người anh thứ tư hả là đứa con thứ tư của chị là hôm qua đi theo thầy đi tu rồi. Còn hai cái thằng con trai này nó đang theo thằng Tý nè. Tại vì thằng Tý nó đang là cái người nó đang yếu dữ lắm, cho nên nó hả là hai vong này theo được, đang đu theo, thành ra nó mới như vậy đó. Thì lúc đó là trời, mẹ chồng của chị hai của bạn là quá cái trơn. Nó trời thiệt hả chị, mà sao chị biết? Chị tuốt ngoài Tiền Giang ở ngoài chợ gạo, sao chị biết trong đây là Gò Công Tây? Thì vì tôi nói nhưng mà tôi thấy được vậy đó. Mà thiệt tình như vậy, đúng là chị có hai đứa con trai thì đúng, đúng không? Thì mẹ chồng nói đúng rồi. Xong rồi dì Tư còn nói thêm nhà của chị còn có thêm một vong nữa. Mà vong này là vong của một ông già. Tóc râu ổng là bạc trắng hết trơn rồi. Ổng ở phía trước cái nhà. Ổng chống gậy đi vòng vòng phía trước. Nhưng mà cái ông già này á là ổng hiền lắm. Ổng có làm gì đâu. Ông già này á là ổng hiền lắm, kệ ổng. Nhưng mà hai vong con trai của chị nó đang theo thằng Tý nè. Thì lúc này hả là mẹ chồng nói trời ơi, giờ sao giờ chị có cách nào giúp tôi không? Hôm qua đi ông thầy đó rồi, giờ sao? Thì dì Tư nói rằng là thôi bây giờ là hôm qua đã đi chỗ ông thầy đó, thì hôm nay là đi thầy nào có thầy thôi, ông thầy đó hay đó. Thì đi ông thầy nào là có thầy thôi, đi một thầy thôi đó. Bây giờ đưa nó qua thầy đó đi. Rồi á hả, về sau tôi sẽ tẩy rửa cái người của nó, tại vì người nó yếu quá. Còn riêng về cái ông già đó đó là kệ ổng. Ổng hả là ở trước nhà thôi, giống như là phía trước có cái mái hiên đó, là ổng cứ chống gậy đi vòng vòng vậy đó. Thì mẹ chồng của chị hai bạn còn nói rằng á là đúng rồi, hồi xưa là mua cái nhà này á là của trước đó là của một cái ông già. Ông già này già dữ lắm rồi. Nhưng mà sau đó là ổng mất rồi, con cái của ổng mới bán lại cái ngôi nhà đó cho mẹ chồng của chị hai bạn. Thì sau đó đó là tắt máy ha, tắt máy xong cái mẹ chồng
Với lại chị hai của bạn, hai người mới chạy lên chở ông thầy đó. Không có chở anh hai của bạn theo là tại vì là không ai chở hết. Anh hai bạn cứ ngồi thừ đó. Nhưng mà ở nhà đó là anh hai lại nhận cuộc điện thoại của cái người mà chủ của anh hai lúc nãy. Anh hai hơi tỉnh rồi nha các bạn. Thì do là ở trên nhà xe có ông chuyện, cho nên đó là người chủ mới kêu tí hả? À, mày khỏe không? Mày chạy lên đi. Thì không hiểu sao lúc này là anh hai lại tỉnh tỉnh. Thành ra anh hai nói em khỏe để em chạy lên. Thì trong cái lúc đó là mẹ chồng với lại chị hai của bạn á, chạy qua bên nhà ông thầy kia. Thì ông thầy kia nói rằng hôm nay ngày xấu dữ lắm, cho nên nó là không có làm lễ gì được đâu. Thôi để tới ngày 29 tháng 7 âm lịch là đưa nó lại đây. Trong cái thời gian đó là tháng 7 âm lịch các bạn nha. Là kêu là 29 tháng 7 âm lịch đó là đem anh hai của bạn á là lên chỗ ông thầy lại, để ông thầy làm lễ giúp cho hai cái vong đó. Thì sau đó là mẹ chồng với lại chị hai của bạn á coi như là sợ dữ lắm. Tại vì trời ơi, từ đây tới ngày đó là cầu thêm từng mấy hai tuần nữa, mà bây giờ không đưa nó đi liền giờ sao, chạy về nhà anh hai của bạn đi đâu mất tiêu rồi. Mới gọi điện cho anh hai của bạn lấy xe đi rồi. Cho nên gọi điện thì anh hai của bạn nói tôi khỏe rồi không sao đâu, tôi chạy lên nhà xe có công chuyện đừng lo. Thì hai người nãy nhà nóng ruột vô cùng, nhưng mà nói thì nghe có vẻ là khỏe thiệt, cho nên cũng an tâm. Thì khi mà lên chỗ nhà xe cũng giải quyết xong công chuyện ha, thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện thì do là cái ông chủ cũng rất là thương anh hai, rồi biết chuyện hôm qua nữa, cho nên nó là ông mới hỏi rằng là tí tao hỏi thiệt mày nha, ở trong người mày khỏe không vậy, mà sao mày chạy lên đây, tao kêu cái mày chạy lên đây vậy. Cái hả là anh hai, anh rể của bạn mới nói rằng em khỏe rồi, không sao đâu, không sao đâu. Cái ông chủ xe mới nói rằng là thôi, mày khỏe nhưng mà tao cũng thương mày lắm, tao cũng không có yên tâm. Tao biết có ông thầy gần đây nè, không thấy tao đưa mày qua bên đó thử coi cho ông thầy này, không coi coi làm sao được không. Thì anh hai của bạn chịu, cũng chịu đi theo ông chủ các bạn. Thì bắt đầu hai người mới qua chỗ đó. Thì anh hai kể rằng cái lúc mà qua là cái ông thầy này ổng tầm chừng 30 tuổi thôi, trẻ măng à. Thì đi vô, ông này ổng coi theo cái kiểu đông y, ổng bắt mạch cho anh hai của bạn. Thì khi mà ổng bắt mạch xong ha, cái ổng mới ngẫm nghĩ, ổng ngẫm nghĩ cái ổng kêu anh chủ xe, kêu cái ông chủ xe anh hai của bạn á là anh chạy ra ngoài chợ, anh mua cho tôi mấy cái trứng gà về đây. Thì cái ông chủ xe này lật đật đi liền đi mua mấy trứng gà về. Thì ông này mới kêu là anh hai dở cái lưng lên đi. Anh hai dở cái lưng lên, cái cũng dở cái áo lên đưa cái lưng ra. Cái ông này ổng mới vừa đọc chú nha các bạn, ổng vừa lăn cái trứng gà, lăn trên cái lưng của anh hai của bạn, lăn 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 vậy nè. Mà lăn từ trứng này cho tới trứng khác, mà các bạn tin được không? Là cái trứng gà không hề luộc nha. Thì cái trứng gà bình thường nó màu vàng đúng không các bạn? Nó màu vàng. Mà khi mà lăn xong xuôi hết rồi, trứng nào trứng nấy chuyển qua cái màu đen thui như là mực vậy đó. Đen thui rồi lùi luôn. Thì lúc đó là anh hai với lại cái ông chủ xe khi mà nhìn trứng gà hết hồn hết trơn. Trời ơi, trời sao kỳ vậy? Sao trứng gà đen thui vậy? Trong khi trứng gà là cái vỏ nó màu vàng mà sao giờ nó chuyển qua đen thui, cái vỏ đen thui luôn. Thì cái ông thầy nó nói rằng là do là... Không, ông chủ xe ông hỏi, bộ nó ai yếm hả thầy? Ai yếm nó hả? Ai hại? Ai yếm nó hả? Tại vì thấy trứng gà đen. Thì ông thầy mới lắc đầu, nó không, cái này không phải là người ta yếm, mà là do là cái khí âm trong người của anh hai của bạn á là tích tụ. Thành ra là ông thầy bây giờ lăn ra để rút cái khí âm vô trong cái trứng gà đó. Xong rồi ổng có một cái ấn á các bạn, giống như trong phim trưởng vậy đó. Ổng có cái ấn, ổng ấn vô trong lưng của anh hai của bạn, giống như là đóng ấn vậy đó. Thì sau khi xong xuôi hết rồi á, thì cái ông thầy trẻ này ổng mới nói rằng anh hai của bạn á là dạo này có phải là hay đau cái phần bụng nè, ngay chỗ cái phần bao tử á các bạn, hay đau hay tức tức lắm phải không? Thì anh hai nói đúng rồi, tôi cứ tưởng là tôi đau bao tử không à. Thì ông thầy nói không phải đau bao tử, mà là do khí âm trong người nó tích tụ, rồi nó dần dần cho cái cơ thể của mình suy yếu, là có thể là do anh hai đi đêm nhiều quá đó các bạn. Tài xế lái đêm mà. Thì lúc đó là ông thầy nói rằng là do khí âm của hả là anh trong người tích tụ á, thành ra hả là càng lúc cái người anh càng yếu, cho nên là anh rất là dễ bị vong người ta nhập anh, hoặc là người ta khiến cho anh là có thể chạy xe mà
đẩy xe gặp tai nạn vậy đó. Thì lúc đó là thầy nói là bây giờ tôi rút ra hết rồi, thì bây giờ là có gì á, đợi vài bữa, không biết sao không biết, giờ đợi vài bữa nữa tới cái ông thầy kia đi, anh trước đây có một vong theo, vong đó là anh của anh, thương anh dữ lắm. Còn hai cái vong này á, là theo anh cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà hai cái vong này thì thôi để vài bữa nữa ông thầy kia cúng để mà theo anh Tư của anh luôn. Đó, cái ông thầy này nói y chang như là lời của dì Tư của bạn nói luôn. Và ông thầy này nói rằng á, là nhà của anh á, có một ông già. Ông già này chống gậy đi trước á, đi vòng 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 y chang như dì Tư của bạn nói luôn. Mà trong khi dì Tư với ông thầy này chưa bao giờ lại nhà anh rể. Làm đâu có biết nhà đâu các bạn, mà làm sao mà biết được cái điều đó. Thì sau đó cũng về nha. Khi mà về xong xuôi hết rồi á, là thấy anh hai cũng tươi tỉnh. Rồi bắt đầu cho tới ngày 29 tháng 7 âm lịch á, là cũng chở anh hai, đưa anh hai lên chỗ ông thầy làm trong viện kiểm sát hồi xưa đó. Ổng lên cái ổng cũng làm lễ để mà ổng đưa hai cái vong nhỏ này theo anh Tư để mà đi tu theo thầy luôn các bạn. Thì từ đó về sau anh hai của bạn khỏe mạnh rồi cũng vui vẻ trở lại, không có còn hả là ù lì như hồi xưa nữa. Hồi đó là anh hai về thì anh hai cũng ít chơi với con cái lắm, nhưng mà sau khi mà xong xuôi hết rồi về giỡn thương con cái dữ lắm các bạn. Thì đây là chuyện về anh hai của bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một anh. Anh này thì nhà của ảnh là ở bên quận 8. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Ảnh kể rằng là chuyện này là do mẹ của ảnh là bị hại nha. Thì vào năm 1965 thì mẹ của anh này là về làm dâu bên nhà nội của ảnh. Mà nhà nội của anh là cũng ở Sài Gòn luôn. Mà hồi xưa là nhà nội của anh cũng khá giả luôn các bạn. Nhà mà dạng biệt thự, phần đất là cũng cả ngàn mét vuông, nhà cũng rất là lớn. Thì ban đầu là mẹ của anh khi mà cưới ba anh là về ở bên nội anh trước, ở trong nhà nội. Rồi sau đó là ông nội của anh là có cho một người bác. Người bác này là bác họ bà con thôi. Do là cái người đó thấy khổ quá, không có nhà ở, cho nên đó là ông nội của anh mới cho cái người đó là vô ở chung trong cái căn biệt thự đó luôn. Thì khi mà vô ở chung một thời gian cũng rất là dài, 15 năm sau, là lúc đó là ba mẹ của anh có tích góp được một cái số tiền, cho nên đó là ba mẹ của anh đã mua một cái ngôi nhà ở bên quận 8 mà hiện tại anh đang ở nè. Thì khi mà mua ngôi nhà này thì ba mẹ của anh rồi đó là anh hai của anh rồi dọn đi, dọn qua đây ở. Khi mà qua đây ở thì mẹ của anh đó là buôn bán ngoài chợ, ba của anh thì làm thợ mộc. Nói chung là cuộc sống rất là yên bình, không có vấn đề gì cả. Thì tầm khoảng chừng 2-3 năm sau á, là bên nội của anh á, mới gọi ba của anh qua, ba mẹ của anh qua, nhưng mà mẹ của anh hôm đó là đi bán, không có đi được, chỉ có ba của anh đi thôi. Thì khi qua là mới biết rằng là trong cái quá trình mà ở chung á, là cái người bác họ đó với lại ông nội của anh á, là có xích mích, không biết chuyện gì đó mà gây nhau quá trời luôn. Rồi ông nội của anh á, là mới đuổi mấy cái người này ra khỏi nhà. Mà cái ông bác họ đó, đó là ông có một người vợ, có 4 đứa con. Rồi sau đó là cái người vợ đó mất đi, thì ông mới lấy người vợ hai. Người vợ hai này á, là người Campuchia, mà gốc Campuchia các bạn, người Việt mà gốc Campuchia. Thì ở chung với người vợ hai này có thêm 2 đứa con nữa, là nguyên gia đình 8 người là đang ở trong nhà ông nội của anh. Thì sau đó là qua cũng xích mích, thì ba của anh cũng gay, cũng gay quá trời luôn. Rồi hả là mấy người anh chị của ba anh á, là các cô các chú của anh á, là cũng gay, gay với lại cái người bác họ đó đó, là gay quá trời, cũng gây lộn sùm hết trơn. Xong rồi cũng xong xuôi đi về. Khi mà đi về á, là tầm khoảng chừng 2 tháng sau là gia đình á, gia đình của cái người bác họ đó đó, là người bác đó là ba của anh, phải gọi là bác nha, là giai cháu, ba của anh giai cháu người đó. Thì cái người bác đó mới dọn đi, nhưng mà cái lúc đó là đi ra ngoài thuê nhà trọ ở, chứ không có ở chung với lại ông nội của anh nữa. Thì sau khi mà dọn đi cũng bình thường, nói chung không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sau đó là mẹ của anh mang thai, mang thai cái người em út của anh sau này đó. Thì khi mà mang thai xong, cái mẹ của anh sanh cái người em út ra. Cái lúc mà sanh xong rồi á, thì bắt đầu á là tự nhiên
Sau khi sanh khoảng chừng vài tháng, cái tự nhiên đó là mẹ của anh giống như là, nếu mà theo như bây giờ là mình gọi là tự kỷ đó, nhưng mà lúc đó là ngộ một cái điều rằng là tự nhiên cái bụng mẹ của anh rất là bự các bạn, nó to lên từ từ, và mẹ của anh bị mất ngủ trầm trọng, không thể nào mà ngủ được. Và mẹ của anh cứ buồn buồn hoài luôn, cứ suy nghĩ rằng là tự giận chết, ngộ vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại mấy đứa con, với lại nghĩ lại đứa con út mới đẻ nữa, cho nên nó là mẹ của anh thôi không có suy nghĩ tới cái chuyện chết nữa, nhưng mà thiệt tình là cứ muốn chết hoài luôn. Và trong cái khoảng thời gian ra tháng rồi thì mẹ của anh mặc dầu bệnh như vậy vẫn hả là cái bụng to lên từ từ và mất ngủ như vậy, nhưng mà do là cái kinh tế cho nên mẹ của anh vẫn phải ra chợ bán. Thì khi mà ra chợ á là mới nghe mấy người ngoài chợ nói rằng á là chợ ơi, sao mà mày cái bụng mày càng lúc mà mày to, cái bụng to ra, mặt mày mày hốc hác, mày ngủ không được, không chừng ai yếm bùa yếm ngải mày. Thì mẹ anh không tin đâu, là do gia đình của anh, thì anh nói rằng là gia đình anh bên nội bên ngoại đều là đạo Chúa cả, đều là đạo Công giáo hết, là mẹ anh tin cái chuyện ma là tại vì mẹ của anh đã thấy ma rồi. Nhưng về cái vấn đề bùa ngải thì gia đình của anh lại không có tin. Cho nên là khi mà nghe những cái bà tiểu thương ngoài chợ nói rằng á là không chừng mày bị người ta yếm bùa yếm ngải rồi, thì mẹ không tin. Mẹ của anh không tin đâu, về hả, không có đâu, không có đâu. Nhưng mà sau đó là càng lúc cái bệnh nó càng trầm trọng hơn, rồi là không thể nào ra chợ bán được nữa các bạn. Thì có một hôm là một người bạn của mẹ ghé thăm, thì khi mà vô ghé thăm mẹ anh á thì người bạn này mới hết hồn, nó trời ơi sao mà mày càng lúc mày càng tệ, cái bụng mày làm cái gì to, mặt mày mày hốc hác hết trơn vậy. Thì mẹ anh mới kể lại là không biết nữa, sao tự nhiên từ khi tao đẻ xong tới giờ là tao càng lúc cái bụng tao càng to vậy đó, mà tao ngủ ngơi không có được, lúc nào tao cũng muốn chết hết trơn, lạ quá trời. Thì người bạn của mẹ anh là đạo Phật nha, thì lúc đó là người bạn của mẹ anh mới nói rằng là trời ơi sao mà tao nghi quá mẹ ơi, không ấy trời ơi, không ấy mày đi coi thầy đi, tao biết một ông thầy hay lắm, mà ông thầy này là ở trên Bình Dương là muốn đi là phải đi xe Honda lên là cũng khoảng 2-3 tiếng lận nha. Thì lúc này là người bạn này nói không ấy mày đi thầy thử coi sao, chứ tao nghi quá, tao nghi mày bị người ta hại quá, chứ không phải là hả, tự nhiên mà vậy. Tại vì đã đi khám, đi 3-4 bệnh viện khám mà không ra bệnh, từ Tây y cho đến Đông y cũng không ra bệnh, cứ uống thuốc hoài mà đâu có đỡ đâu. Cho nên đó là khi mà nghe người bạn này khuyên nhủ mình á, thì mẹ của anh mới nghĩ không ấy thôi mình đi thử coi sao, tuy rằng mình không tin nhưng mà thôi kệ, mình đi thử coi sao. Thì lúc đó là có cái tờ giấy địa chỉ đó, thì mẹ anh mới kêu ba anh á là chở lên cái chỗ Bình Dương. Mà ba mẹ kể rằng hồi xưa thì do là cũng buôn bán, rồi ba là thợ mộc cho nên gia đình của anh cũng có xe máy. Thì đi á là đi lên Bình Dương mà phần phải qua đò nha các bạn, muốn vô nhà ông thầy đó là phải qua đò. Đi qua đò mà nhà của ổng trong ruộng, bắt đầu vô tới nhà ổng thì cũng có mấy người người ta đang coi, rồi cũng đợi xong rồi tới mẹ của anh ha. Thì khi vô mẹ của anh cũng nói rằng là con bị vậy đó, cái bụng con nè, tự nhiên nó to ra, với lại con bị mất ngủ, con ngủ không được. Rồi á hả, con cứ hay suy nghĩ tới cái chuyện là con tự tử vậy đó. Thì ông thầy ổng nhìn. Ổng nhìn xong cái ổng mới hả là đọc thần chú. Ổng đọc thần chú xong cái ổng cắm nhang lên bàn thờ á, cái ổng mới quay lại, ổng kêu rằng là thôi, hai con về đi. Qua 3 ngày nữa hai con lên đây. Ông thầy này già lắm rồi nha các bạn, cũng cỡ là 70 tuổi rồi. Thì lúc đó là mẹ con mới thấy lạ, nó sợ sao lên không nói gì hết trơn, kêu mình đi về. Thì lúc mà đi về á là về tới nhà mẹ anh ngủ một ngày, trong khi trong suốt khoảng thời gian đó là mất ngủ trầm trọng luôn. Nhưng mà khi về tới nhà mẹ anh ngủ một ngày các bạn, cái lúc mà ngủ dậy trời, mẹ anh cảm thấy khỏe mà thấy tỉnh táo vô cùng. Thì mẹ anh thấy lạ quá, mà nhưng mà cái bụng thì vẫn không có đỡ nha, cái bụng vẫn to nha, chỉ là thấy sảng khoái trong người, mấy tháng nay là hôm nay mình mới sảng khoái trong người vậy nè. Cho nên đó là đợi tới hết 3 ngày thì ba của anh lại chở mẹ anh lên đó tiếp. Khi mà vô thì kỳ này vô á là ông thầy ổng vẽ một cái lá bùa, ổng mới đốt cái lá bùa đó, ổng bỏ vô một ly nước rồi mới kêu mẹ anh uống. Mà thiệt tình á, mẹ anh kể chợ cái lúc đó ông thầy đưa cái ly đâu có dám uống đâu, ban đầu cũng dám uống, sao kỳ quá, tại mình ở bên đạo nữa cho nên nó là sao mình thấy cái chuyện này nó sao sao đó. Nhưng mà thôi,
bây giờ cái bệnh của mình thì mình uống thôi. Thì lúc đó là mẹ của anh cũng uống luôn, mẹ anh uống luôn, cái xong cái ông thầy á mới kêu rồi bây giờ tụi con đi về. Ông thầy không nói gì hết trơn nha các bạn, nói thôi bây giờ tụi con đi về đi. Rồi 3 ngày sau có kết quả đó, thì con mua trái cây với lại mua con gà luộc lên đây cúng trả lễ. Đưa tiền thầy không có nhận nha, thầy kêu là chỉ mua trái cây, mua con gà luộc lên đây cúng trả lễ được rồi. Thì sau đó là ba của anh lại đưa mẹ anh về tiếp. Cái lúc mà đưa về nha các bạn, tự nhiên nha, mẹ anh đi cầu. Mà cái khi mà đi cầu nó không có ra cái phân bình thường đâu, mà mẹ nói rằng ra nguyên một cái đống mà gọi là bầy nhầy, mà nó đen thui, mà nó tanh ối luôn. Mẹ của anh đi trong vòng 1-2 ngày luôn các bạn, cứ đi là ra một đống, cứ đi là ra một đống bầy nhầy tanh ối vậy đó, đen thui thù lùi. Sau đó từ từ cái bụng dẹp xẹp dần dần xuống, rồi xẹp lép luôn các bạn. Rồi mẹ anh ngủ được, cái người tự nhiên sảng khoái, không như là hết bệnh đó các bạn. Cho nên là trời ơi vậy là mình hết thiệt rồi, trời ơi mình đã được cứu rồi. Thì lúc đó là 3 ngày sau lại tiếp tục á, là lên thầy, nhưng mà do là bên đạo cho nên nó là đâu có biết mua đồ cúng sao, thành ra là trong cái lúc mà tới cái chỗ mà đi đò qua đó, thì ba mẹ của anh có đưa tiền nhờ cái bà mà lái đò, bà mua giùm trái cây, rồi mua giùm con gà luộc. Rồi là bà vô bà cúng bà trả lễ giùm. Chứ hả, thiệt tình là mẹ anh không biết cúng sao, ba của anh cũng vậy. Tại vì hai bên gia đình đều đạo, có đạo hết. Thì cái lúc mà đi vô ha, cúng xong xuôi hết rồi, thì mẹ của anh cố tình nán lại. Tại vì ông thầy ông không nói gì hết. Thì mẹ anh nói rằng là thầy ơi, thầy làm ơn thầy cho con biết là con bị cái gì. Thì ông thầy này nói rằng là con bị người ta yếm con. Mà người ta yếm con á là người ta yếm bằng cái bùa miên, bùa này độc dữ lắm, bùa này độc lắm, chỉ hả là chừng 3 đến 6 tháng là con sẽ chết, con sẽ mất mạng nếu mà con không có được á là cứu kịp. Trời, khi mà nghe vậy trời, mẹ nghĩ trời mình đâu có làm gì á, trời thầy ơi con đâu có làm như nào, giờ con sống hiền lắm, con đâu có làm cái gì ai hại ai đâu, mà sao tự nhiên người ta hại con vậy thầy, thầy có biết người nào hại con không? Thì thầy mới diễn tả lại cái hình dáng, cái nước da, gương mặt người đó làm sao. Khi mà diễn tả, ba mẹ nhìn nhau nói, ủa sao giống cái người mà vợ của cái ông bác Úc á, sao giống dữ vậy? Giống cái bà mà vợ sao của ông bác Úc là người Việt nhưng mà gốc Campuchia, sao giống quá? Thì ông thầy nói rằng đó là đáng lẽ đó, cái người bị yếm không phải là con, mà là chồng con. Nhưng mà chồng con là do số lớn mạng lớn, cho nên nó là chồng của con không có bị sao, mà do con phải gánh cho chồng con. Nhưng mà thôi, thầy cũng khuyên con rằng là con cũng được cứu rồi, là do con cũng ăn ở có đức đó các bạn, cho nên nó là không sao nữa đâu. Từ đây về sau con không có bệnh gì nữa đâu, và cái cũng mình cũng không có cần trả thù cái người đó, con đừng có sân hận cái người đó. Rồi cũng đừng có về trách móc, rồi cũng đừng có kể ai nghe, cứ giữ bí mật cái chuyện này. Người nào á mà tạo ra cái nhân không có tốt á, thì sau này cái quả của họ hưởng á là không có tốt đẹp đâu. Cho nên á là con cứ để cho nhân quả trừng phạt họ, chứ đừng có hả là tìm cách hại gì lại hết. Cũng giữ cái chuyện này, kín cái chuyện này, đừng nói ra nha con. Là thầy khuyên như vậy nha các bạn. Thì sau đó ha, là ba mẹ của anh cũng có dúi tiền, nhưng mà thầy không lấy, nhất quyết là không lấy, chỉ lấy trái cây với lại gà là cúng trả lễ thôi, còn ngoài ra là tiền bạc gì là không lấy cắt nào hết. Thì lúc đó là cảm ơn rối rít rồi đi về. Thì từ đó về sau là mẹ của anh là hoàn toàn khỏe mạnh các bạn, không có còn bị bệnh nữa, rất là lạ là như vậy. Thì về cái người mà hai vợ chồng bác Út đó, thì không biết rằng là bác Út trai có biết cái chuyện đó hay không thì không biết, nhưng mà anh kể là sau này thì bác Út trai cũng bệnh và mất đi. Nhưng riêng bác Út gái thì theo cái vai vế là anh phải gọi tới là ông bà lận. Thì cái bà Út gái này bà vẫn sống. Bà sống cho tới cũng khoảng 20 năm sau. Nhưng mà sống điên sống khùng các bạn, có một lần đó ha. Sau khi mà hết bệnh 2 tháng sau thì hai người đó có qua gặp ba mẹ của anh để mà mời đám cưới. Thì ba mẹ của anh cũng bình thường, cũng không có nhắc cái chuyện đó, cũng bình thường, xong nhận thiệp đi. Lúc đó thấy hai người cũng bình thường. Nhưng mà sau này trong một lần đi đám ở gần nhà, sau này người ta cũng mua được nhà nha, không còn ở nhà thuê trọ thuê nữa.
thì cũng ghé qua thăm, mà lúc đó là bác út trai đã mất rồi. Còn về bác út gái, khi mà mẹ của anh vừa bước vô cửa, tự nhiên bà la. Bà la bà nói, trời ơi, em thấy không? Em thấy không, lúc mà em bước vô á, là vong chỗ chị nó nhảy ra quá trời. Trời ơi, em ơi, em có biết không? Hả, ngày nào cũng vậy á, ba bốn vong nó bu xung quanh chị, nó lấy nồi niêu son chảo, nó gõ cốc 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 bên đầu của chị, bên tai của chị. Chị nhức đầu nhức óc quá. Mà trong khi nếu đúng vai á, là phải gọi mẹ của anh là cháu. Mà không hiểu sao lúc đó lại xưng chị, kêu là em. Các bạn chắc là do là bệnh quá nên quên. Thì cứ sống đau khổ vậy thêm khoảng chừng mấy năm nữa, thì cái bà này bà mới mất các bạn. Tới tận bây giờ mẹ của anh đã gần 80 tuổi rồi, vẫn còn sống rất là khỏe mạnh các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Khi mà Thi đọc mail của anh này á, thì anh này ban đầu nói rằng là ảnh hồi xưa ảnh nghe Thi kể chuyện khó chịu lắm, ảnh khó chịu lắm, ảnh không có thích đâu. Nhưng mà sau đó tự nhiên không hiểu sao ảnh ghiền rồi ảnh coi mấy trăm tập luôn. Rồi ảnh cũng quyết định đó là viết cái câu chuyện có thật của gia đình anh này để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì mẹ của anh á, tuy rằng bên đạo hồi đó là không tin bùa ngải, tại vì mẹ anh đã thấy ma rồi, bị ma nhát rồi cho nên rất là tin có ma. Nhưng riêng về bùa ngải là mẹ anh không tin. Nhưng mà sau khi mà bị yếm hại như vậy á, thì sau này mẹ anh cũng đã tin luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã hoàn thành xong những cái câu chuyện của tập 1000 rồi. Thì thiệt tình với các bạn là Thi không biết sao chứ mới nãy là Thi nói tới cái lúc mà 9 giờ mấy 10 giờ, thiệt tình với các bạn, Thi ngồi từ lúc 5 giờ mà. Cho nên nó là tới cái lúc đó là Thi, cái giọng Thi mệt rồi. Thành ra là Thi không có nói, thì khó chịu lắm. Thi nói mà giống như là mình hết hơi á các bạn. Thì Thi nghĩ đang chết rồi, kiểu này chắc là phải đăng status để mà thông báo với mọi người rằng chắc là hôm nay sẽ không có kể được tập 1000. Tập 1000 có thể là để qua ngày hôm sau Thi sẽ cố gắng kể tiếp. Nhưng mà Thi đã cố thì hên làm sao. Cái lúc mà Thi bắt đầu Thi vô á là tự nhiên lại có hơi trở lại. Lại có hơi trở lại, giờ 1 giờ sáng rồi các bạn. 1 giờ sáng rồi. Cho nên đó hả, là Thi cũng rất là mừng khi mà Thi đã thực hiện xong tập 1000 rồi. Đối với Thi á, thì tập nào cũng rất là hay, câu chuyện nào cũng rất là hay và đều cho chúng ta những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nhưng mà tại vì do những cái mốc như vậy á, thì nó có những cái mốc quan trọng, chẳng hạn như 700, 800, 900 ngàn. Cho nên đó là những bạn mà ở tập lẻ lẻ thì các bạn đừng có buồn. Khi mà những bạn kia cứ trông ngóng tập ngàn vậy thì các bạn đừng buồn. Đối với Thi thì chuyện nào cũng hay cả, chuyện nào cũng có ý nghĩa hết. Thì thành ra là Thi đã kể xong hôm nay và Thi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thi trong suốt 1000 tập qua. Thi đã kể chuyện là từ hồi giữa năm 2016 cho tới bây giờ là 2020, là cũng đã gần, nếu mà nói là đúng 4 năm, nhưng mà thật ra nếu mà mình tính tháng thì chưa tới 4 năm đâu, 3 năm mấy thôi. Thi đã kể qua 1000 câu chuyện rồi và Thi thấy rằng là mình là một cái người mà gọi là nhiều chuyện nhất thế giới. Thiệt tình không biết các bạn có thấy vậy không? Thi là thấy là Thi nhiều chuyện quá. Hả, chỗ nào cũng có cái mỏ của Thi hết. Cách đây 2-3 bữa trước á, là trên YouTube á, là Thi có đọc một cái bình luận mà khi mà Thi đọc Thi phải bật cười. Và Thi có nói lại với lại chồng của Thi là cái bình luận đó nói rằng là cái bà này nè, hồi trước á, là tôi ghét bà dữ lắm. Tôi ghét bà dữ lắm, tại sao lại có một người đàn bà mà cái miệng quá trời như vậy? Tại sao lại có một người đàn bà mà cái giọng quang quang, cái tiếng nói quang quang, sùm, ồn ào như vậy mà sao không hiểu sao càng lúc tôi lại ghiền bả, tôi lại hả thích bả, ngày nào tôi cũng phải canh bả ra chuyện hết. Khi mà Thi đọc cái bình luận đó là Thi bắt cười lắm các bạn, và Thi cảm thấy rất là vui khi mà tự nhiên người ta ban đầu người ta không có thích mình, nhưng mà sau đó người ta lại dành tình cảm thương yêu cho mình, cho nên đó là vui lắm. Ban đầu các bạn thích Thi, Thi cũng vui đó, nhưng mà riêng những cái trường hợp mà ban đầu ghét Thi á, mà sau này lại mê Thi, khoái Thi á, thì Thi lại vui hơn rất là nhiều lần các bạn. Thi cảm ơn rất là nhiều những cái tình cảm đó các bạn ha. Thi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã gửi chuyện về để cho Thi đi tới tập 1000 ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều chính các bạn á, là những người đã đóng góp, đã gây dựng kênh
Kênh này á là của tất cả mọi người chứ không phải là của riêng Thi đâu. Cho nên đó là với tập 1.000 ngày hôm nay, Thi gọi là Thi thành công một cái bước là 1.000 á, thì đây là thành công của tất cả mọi người luôn chứ không phải là riêng Thi. Thành ra là mọi người á là cùng nhau á là ăn mừng các bạn ha. Thì Thi kính chúc cho tất cả các ông bà, cô chú, các anh chị, các bạn và các em, các cháu mà đang á là theo dõi kênh Misu Thi Thanh Phạm á là có thật nhiều sức khỏe để mà cùng với Thi là chiến đấu. Mình chiến đấu cho tới tập 2.000, 3.000, 4.000, 9.000, 10.000, 1.000, 10.001 tập. Thi sẽ hy vọng bây giờ Thi cũng đã 40 tuổi rồi, cho nên đó là Thi sẽ kể cho tới 70 tuổi Thi sẽ nghỉ hưu. Thì Thi cũng hy vọng mọi người sống khỏe mạnh, giữ gìn cho mình đó là một cái tinh thần thoải mái, một cái tinh thần tích cực để cho mình đó là khỏe khoắn, để cùng nhau đó là chiến đấu cho tới tập đó là 10.001 các bạn ha. Thi cũng hy vọng rằng đó là mọi người đó là sẽ luôn yêu mến Thi, cùng đồng hành với Thi trong suốt quãng đường đó là sắp tới nữa. Thì thôi bây giờ là cũng khuya rồi, 1:05 rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay á, tại vì hôm nay chuyện nó dài, thành ra là có thể là render nó sẽ hơi lâu. Tại vì khi mà Thi kể chuyện dài nè, Thi không có up lên liền đâu, Thi quay bằng điện thoại nha các bạn. Tới tận bây giờ là Thi vẫn còn xài cái điện thoại nè các bạn, thấy không? Đó, Thi xài cái điện thoại này trong suốt 4 năm qua để mà Thi quay chuyện cho mọi người cùng xem. Cái điện thoại này nó cũng có công dữ lắm. Nó quay hả là miệt mài trong suốt mấy năm qua như vậy. Thì do là quay bằng điện thoại cho nên khi mà ra cái clip á là cái ghi nó rất là nặng các bạn, cho nên nó là phải bỏ vô render. Thì cái lúc render á là tùy theo cái số mà cái thời lượng của cái tập đó, thì nếu mà Thi kể ngắn thì render nó lại lẹ, còn Thi kể dài như vậy thì nó rất là lâu. Thành ra là có thể hôm nay là sẽ 3:00 mấy, 4:00 sáng mới có chuyện. Thi biết rằng có rất là nhiều người đang hóng đợi, thấy rằng giờ này trời ơi 1:00 mấy rồi mà bả vẫn chưa up chuyện lên, không biết rằng nay bả có kể hay không. Thì các bạn cho Thi xin lỗi các bạn nha, thông cảm giùm Thi, do là Thi đòi hỏi quá cao. Nhưng mà cuối cùng đó là thôi kệ đi, mai mốt Thi rút kinh nghiệm, không nên đòi hỏi một cách hoàn hảo như vậy. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1.001 các bạn ha. Và chúc các bạn là mọi người đều vui khỏe và tối nay ngủ ngon. Không biết rằng tới khi mà các bạn xem thì các bạn đã dậy rồi, cho nên đó là chúc các bạn là có một ngày thật là rực rỡ, ngày cuối tuần thật là hả là may mắn các bạn nha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.